Hello mọi người, em lên áo đây. Áo đẹp, áo đẹp nhà em. Đó chứ ai. Hello mọi người. Thảo ghi nhé đi em. 19 35. Em sẽ lên dòng này cho mọi người 35.000, nếu ai mua 30 cái thì giá 19.000 mọi người nha. Đây, rất là đẹp. Em có hai dòng và tí nữa em sẽ lên dòng 19.000 mà mua 30 cái thì giá 10.000 mọi người nha. Nên em lên em xả hết mọi người nha, rất là xinh nè. Đây. Sầu riêng, có ai lấy sầu riêng không? Sầu riêng cái gì? Lô lô xem canh. Áo canh là áo siêu phẩm chị ơi. Áo canh là áo siêu phẩm rất là đẹp. Cái tay super đỉnh luôn. Đợi xíu, đợi xíu. Chia sẻ cho em đi mọi người. Chị Quân Ly kêu cho chị cái sầu riêng. Sầu riêng xin rồi. Mọi người chia sẻ giúp em đi. Chỗ hôm qua cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm qua chia sẻ rất là nhiều. Mọi người được free ship cũng nhiều. Tự nhiên cái máy bà Nương quá chừng em luôn. Thôi đi bà ơi, trả máy cho bà Nương đi. Đó, sắp cao bằng bà Nương rồi mà còn lì nữa. Giờ bà Nương còn đi cột tóc gì cho nó nữa, để nó tự cột đi. Còn thua chị Thỏ nhà anh Tuấn nữa không? Thỏ nhà anh Tuấn ngoan không? Đâu siêu phẩm tôi rua muốn nữa. Dễ thương lắm, tay mập nha. Rất là dễ thương, mọi người có muốn hỏi gì cho em không? Dạ con nghe Thuận hôm qua. Con mệt quá, con buồn ngủ quá, con không like. Hôm nay em có mấy em sầu riêng lận á. Hai ba em gì đó mọi người. Con này ai lấy? Ai lấy? Con này em để cho chị Quynh này, tí nữa có em để cho chị Hồng Trần. Em có mấy bà, em nhớ là em có mấy bà luôn á. Em thấy thấy bà này em quăng vô đây. Em nhớ em còn một con màu xanh nữa. Em ngồi che canh rồi không thấy gì hết. Áo đen siêu pin canh là siêu phẩm mọi người. Mọi người chia sẻ giúp em đi, chia sẻ xong rồi em cho coi canh. Dạ em đang đi chia sẻ, mọi người chia sẻ giúp em nha. Áo rất là đẹp. Nghĩ sao nè, có 35.000 mà 30 con thì có 19.000. Trời ơi, lụa của em nha mọi người nha. Hôm nay con nào cũng phê hết. Đây tay mập tay ơ rồi nè mọi người nè. 30 con. Trời ơi, mà chia sẻ còn được free ship nữa chứ. Dạ con, cô Thuận ơi, con vẫn giữ cho cô nha. Chị Quynh Ly lên trước, chị bên trong rồi. Mọi người chia sẻ giúp em, mọi người chia sẻ giúp em nè. Em đang đi chia sẻ mọi người nha. Là dạo này nóng quá, em phải đi kiếm những cái gì mà mát nhất có thể mà. Trời ơi, nóng dễ sợ. Mọi người ở Sài Gòn có mưa không? Bên con xả rồi cô Nga Thuận ơi. Không, chị vừa mới nói cô Nga là còn. Đâu? Có quần trắng còn mà. Cô mới chọn ngày hôm qua. Cô Nga con còn để cho cô đi nha. Đừng nghe những gì con Thảo nói. Mới mưa cách ảo tầm rồi chị.
không có chị Carol, mới mưa cái ao. À mới mưa hả? Nhà em không có một chút mưa luôn. Mọi người chia sẻ giúp em với. Chia sẻ giúp em với mọi người. Mà em đang không xem được luôn. Sao vậy? Đợi em xíu nha, em đi chia sẻ chứ không là không có bán được luôn mọi người. Mọi người chia sẻ giúp em ngày giống ngày hôm qua đi. Giống ngày hôm qua nha. Ôi có đôi khi đời như giống chim bao, sống kiếp lang thang. Rồi em lên đây. Ôi dạ. Đây bà Căn. Cái tay rất là đỉnh mọi người nha. Cái tay siêu phẩm rất là đỉnh. Hello chị Lá Trà. Hello chị Lá Trà. Coi bói cho em coi hôm nay em bán được không Lá Trà ơi. Đây em sẽ khiêng nó lại cho mọi người coi. Đây con Canh. Cái tay. Tay nè, tay rất là xinh mọi người nha. Đấy giống cameraman không? Này là Dolly đang chạy ở trên sân khấu nè mọi người đó. Đây cái tay ha. Đây cái tay. Nhiệt tình chưa? Nhiệt tình chưa mà view thấp tụt tèn tèn tèn. Đó. Đó đẹp ghê chưa? Quá trời đẹp rồi. Nhiệt tình chưa? Nhiệt tình chưa? Mà ế quá. Mọi người vô đi mọi người ơi. Chia sẻ giúp em đi mọi người. Chị Quỳnh Điều có lấy không ta? Rồi lên nha. Hôm qua chứ em bán cái lộn cái con màu vàng vàng cho cái chị kia ISL. Cái xong sáng nay chị nói chị xả hết ba con, chị không lấy con nào hết. Ô em nhớ lại con ISL. Chút nguyên sát canh cho chị Nguyễn Liên nè. Vậy gì Nhật Hà? Để em lấy con hiệu ISL cho mọi người coi, đỉnh lắm. Rất là đẹp mọi người nha. Ôi trời ơi cái bà Hồng này bà bị dính ở đây mọi người nè. Thấy không? Rất là đẹp. Một con 35.000, 30 con giá 19.000 thôi mọi người nha. Rất là đẹp. Em này 45kg, 48kg thôi mọi người nè. Chốt giùm em mã mở hàng nè. Mã mở hàng tặng mọi người nha. Nhưng mà người nào, chị nào hiển thị người chia sẻ thì em sẽ tặng. Em sợ mấy chị nghe không rõ. Rồi Thảo nó phải la lên, hôm qua có chị nào bảo là không chốt gì đó cho. Sợ mấy chị nghe không rõ nên phải đọc to mới được. Mở hàng cho chị Hương Quỳnh Phạm. Đây con ISL này nè. Ôi trời ơi đẹp ghê chưa mọi người. Mà hôm qua chị kia em nhầm em không có coi. Cái tối em ngủ em chợt nhớ lại và sáng nay chị nói chị xả hết. Hàng hiệu đó mọi người nè. Trời ơi hôm bữa em bán có 39.000 xả hết. Chị đã không có số chuyên xài hàng hiệu nè. Đó, trời ơi đẹp ghê chưa? ISL nha mọi người nha, người ta mua mấy triệu bạc. Rất là đẹp. Đó. Xinh ghê chưa? Không gì chốt con đó rồi Liên ơi. Em khỏi hiệu hiệu chi mất công. Có này free size mọi người nha. Free size chú với em mã bèo. Free size 60kg vừa mã bèo. Giúp em bạn này 60kg vừa chú cho em mã bèo. Hôm qua ai mua sót rồi. Bây giờ mình mua áo mọi người nha. Chốt cho em mã bèo. Free size mã bèo giúp em bạn này nè. Free size mã bèo. Mã bèo giúp em. Bèo chị Hương Quỳnh Phạm.
ai thích mặc áo đen không? Áo đen cưng lắm mọi người. Đây rất vai. Em này 50kg mọi người nha, 50kg nè, chúc chị em mã cúc. Dạ luôn. À em bán lâu lắm rồi anh nha. Không không không, em không biết đâu anh ơi. Anh tên Tùng. Mà không bán lại đâu, anh lại mua nở à, chắc ra tào lao á. Yeah. Rồi, chốt giùm em mã. Mã gì quên rồi Thảo? Mã cúc nha mọi người nha, mã cúc giúp em nè, mã cúc. Rồi một con bèo. Một con bèo nè. Con này free size. Cúc cái chị Nguyễn Liên. Free size nha mọi người nha, chốt cho em mã dây nè. Free size 60kg vừa, chốt cho em mã dây. Mã dây giúp em bạn này 60kg vừa, chốt giùm em mã dây nè. Mã dây giúp em bạn này, mã dây nha, mã dây. Rồi, một con màu vàng mọi người nha, một con vàng nè. Dây chị Phương Quỳnh Phạm. Rồi em này 50kg mọi người nha, 50kg chốt giùm em mã phối. 50kg mã phối giúp em bạn này, con này vải cực mềm. 50kg chốt giùm em mã phối nè, mã phối giúp em nè. Mọi người chia sẻ giúp em chưa mọi người ơi, mã phối giúp em. 30 con giá 19.000 nha mấy chị ơi. Một con này là của châu Âu mọi người nha, một em của châu Âu nè. Phối với chị Nhật Hà. Một em của châu Âu dáng dài thiệt là dài mọi người nha, đây có cái túi nè. Em này 50kg, 55kg vừa nè, chốt giùm em mã Âu. Con này mặc đầm ngủ hoặc là ra đường đều được mọi người nha. Chốt cho em mã Âu giúp em bạn này. Mã Âu nè, mã Âu giúp em. Rồi em này free size mọi người nha, free size chốt giùm em mã họa tiết nè. Ôi chị Nhật Hạ. Free size mã họa tiết giúp em bạn này, 60kg vừa chốt giùm em mã họa tiết. 60kg vừa mã họa tiết giúp em mã họa tiết. Con đó em chốt rồi chị Hoàng Hương Tiệm ơi. Con gì chú? Áo vàng. Rồi em này free size luôn mọi người nha, nhưng mà cái con này ở đằng dưới này nó bị vàng vàng một chút mọi người nè. Con này ở trên nó đẹp, ở dưới nó vàng vàng mọi người nha. Con này em bán cho mọi người 15.000 thôi. Ở dưới này đã báo lỗi nha. Free size chốt giùm em mã lỗi. Mã lỗi giúp em bạn này nha mọi người nha, 15.000. Chốt cho em mã lỗi. Mọi người con này đóng sơ vin thôi. Chốt cho em mã lỗi mọi người nha. Mã lỗi giúp em nè, mã lỗi. Rồi em này 50kg chú dây mã hoa. Lỗi chị Hương Quỳnh Phạm. 50kg mã hoa giúp em bạn này. 50kg chú dùm em mã hoa. 50kg mã hoa giúp em nè, mã hoa. Rồi em này free size mọi người nha. Con này free size tay cưng ghê chưa. Free size chú dây mã trắng 60kg vừa mã trắng giúp em nè. Hoa chị Nhật Hạ. 60kg vừa chú dùm em mã trắng. Mã trắng giúp em mã trắng nha. Rồi em khoác cho mọi người nha, em khoác dạng của giống của Nhật mọi người nha. Free size luôn, chốt giùm em mã khoác. Trắng cái gì Hương Quỳnh Phạm. Free size mã khoác giúp em bạn này mọi người nha. Free size chốt giùm em mã khoác nè, mã khoác giúp em. Rồi một em trắng xinh nữa mọi người ơi, trời ơi nó xinh. 50kg mọi người nha, chốt giùm em mã ngắn. 50kg mã ngắn giúp em, 50kg mã ngắn giúp em nè. Khó chứ chị Nhật Hà. Rồi em này free size luôn mọi người nha, dáng dài. Con này cúc nó chỉ có một cái cúc ở đây thôi, dạng khoác. Mọi người thích thì về làm khuy, làm cúc luôn cho nó thành một cái đầm mọi người nha. Oversize chốt giùm em mã dài. Ngắn với chị Hương Quỳnh Phạm. Oversize mã dài giúp em bạn này. Oversize mã dài giúp em mã dài nè. Rồi một con theo mọi người nha, một con theo nè. Một con theo. Con này 55-58kg đều vừa, chốt giùm em mã theo. Con đi đâu á? Thôi để cái này vô miệng. Con ăn vải không? Xin ông địa vải đi. Sao vậy? Chốt cho em mã theo mọi người nha, mã theo giúp em nè. Mã theo giúp em, mã theo. Theo chị Hương Quỳnh Phạm. Rồi em ngắn crop top nè, chị này hồi nào hồi sáng xả một con rất là xịn nè. Bảo Thư nè. Bảo Thư nè. Sáng xả hết 3 con. Tự nhiên xả trúng một con hiện ơi là hiện. Không nhận hàng. 50kg mọi người nha, đằng sau có khuy nè. Chốt giùm em mã ngắn. Mã ngắn giúp em bạn này, chốt cho em mã ngắn. Mã ngắn giúp em. Rồi một con trắng xinh nữa mọi người nè.
Em này free size mọi người nha, free size tay nè, tay là tay rất là xinh mọi người nha. Tay giống như cái tay của cái trái tay Phật á. Ngắn chị Nhật Hà. 60kg vừa, chốt giùm em mã trắng. Gì vậy? 60kg vừa mã trắng giúp em bạn này nè, 60kg vừa chốt giùm em mã trắng. Mã trắng giúp em mã trắng nè. Trắng cái gì Hương Quỳnh Phạm. Rồi một em 50kg, 55kg đều vừa. 50, 55kg đều vừa chốt giùm em mã họa tiết nè. 50, 55kg vừa mã họa tiết giúp em bạn này. Mã họa tiết mọi người nha. Một con đen rất là đẹp mọi người nè. Một con đen cánh dơi mọi người nha. Con này 50, 55kg vừa chốt giùm em mã đen. Họa tiết cho Hương Quỳnh Phạm. 50, 55kg vừa mã đen giúp em bạn này. 50, 55kg vừa chốt giùm em mã đen. Mã đen giúp em nè. Mã đen. Rồi em này free size chốt giùm em mã bèo. Free size 60kg vừa mã bèo. Mã bèo hoa nhí giúp em nè, mã bèo. Đen cho chị Nghệ nè. Rồi một em đẹp nha mọi người nha, một em đẹp nè. Em này 55 58kg đều vừa mọi người nha, chốt giùm em mã túi. Con này để mọi người mặc shop. 55 58kg đều vừa mã túi giúp em bạn này, mã túi nè, mã túi giúp em. Rồi em này free size luôn, chốt giùm em mã vest. Free size mã vest giúp em mọi người nha, free size 60kg vừa chốt giùm em mã vest. Mã vest giúp em bạn này, free size mã vest. Rồi con này free size 60kg vừa luôn, chốt giùm em mã sọc. Vest cho Hương Quỳnh Phạm. 60kg vừa mã sọc giúp em bạn này, 60kg vừa mã sọc nè. Con này em thấy chỗ khác nó bán, nó gọi là siêu phẩm nhúng quá mọi người. Em này 50kg nè, chốt giùm em mã đỏ. 50kg mã đỏ giúp em bạn này, con này vải co giãn nhúng mọi người nha, chốt giùm em mã đỏ. 50kg mã đỏ giúp em. Rồi một con dây tần 50kg chốt giùm em mã dây. Đỏ với chị Nghe. 50kg mã dây giúp em bạn này mọi người nha. 50kg chốt giùm em mã dây. Mã dây giúp em nè. Rồi một em họa tiết nha mọi người nha. Một em đầm. Một con đầm suông mọi người nha. Con này free size chốt giùm em mã đầm. Dây chị Nhật Hạ. Free size mã đầm giúp em bạn này. Free size mã đầm giúp em. Mã đầm. Rồi một con khoác đen mọi người nha. Một con khoác đen nè. Crop top khoác đen 50kg chốt giùm em mã khoác. 50kg mã khoác giúp em nè. 50kg chốt giùm em mã khoác. Rồi đây là một con chùm. Một con chùm mọi người nha. Đầm với con Nga thuật. Một con chùm nha mọi người nha. Con chùm này của H&M nè mọi người nè. Một con chùm của H&M size 36. Một con chùm của H&M size 36 chốt giùm em mã hiệu. Con này là chùm mọi người nha. Chốt giùm em mã hiệu. Mã hiệu giúp em bạn này nè. Ồ sorry mọi người, không phải chùm mọi người ơi. Em tưởng chùm nhưng mà không phải đâu. Không phải mọi người nha. Nó chỉ là một cái suông như thế này thôi mọi người nha. Không phải chùm đâu mọi người ơi. Không phải chùm, chốt giùm em mã hoa nhí. Mã hoa nhí giúp em nè. Size 36 của H&M. Mã hoa nhí nó chỉ là suông như thế này mọi người nha, nó giả đầm. Mã hoa nhí giúp em. Hoa nhí chị Nhật Hà. Rồi một em khoa dây mọi người nha. Một em dây nè, mùa hè mặc dây siêu sướng. 50kg chốt giùm em mã dây. Khoa cho Phương Thủy nè, cho em xin số đó chị ơi. 50kg mã dây giúp em bạn này. 50kg mã dây nè. 50kg mã dây. Rồi em này free size 60kg vừa chốt giùm em mã be. 55, 58, 60kg vừa mã be giúp em nè. Mã be nha, mã be. Dây với Hương Quỳnh Phạm. Rồi em này free size 60kg vừa chốt giùm em mã vàng. 60kg vừa mã vàng giúp em bạn này. 60kg vừa chốt giùm em mã vàng. 60kg vừa mã vàng giúp em nè. 60kg vừa mã vàng nha. Mã vàng giúp em. Be với Hương Quỳnh Phạm. Rồi em này over chạm bị dơ rồi. Rồi một em đen khoác của H&M. Hồi nãy chị nào mua cái hoa nhí của H&M. Bây giờ có cái khoác của H&M. Ơ không phải cái đen. Vâng chị Nhật Hà. Em tưởng khoác không phải khoác. Em này free size nè. Chốt giùm em mã đen. Oversize mã đen nha mọi người nha. Con này mặc rất là cool. Được cho chị Phương Thủy ơi, cho em xin số đó chị. Free size mã đen giúp em bạn này. Free size chốt giùm em mã đen. Mã đen giúp em. Đen với chị Nguyễn Liên. Rồi một em cú mèo mọi người nha. Một em cú mèo 45-50kg. 50kg cao trên mét 6 chốt giùm em mã cú. Mã cú nha mọi người nha. Mã cú giúp em bạn này. Mã cú nè. Mã cú giúp em.
Rồi một con xanh lụa mọi người nha, một con xanh lụa nè. Con này free size mọi người nha. Oh no, em này 55kg, 58kg thôi mà. 55kg thôi, chốt giùm em mã xanh. Mã xanh giúp em nè, 50-55kg chốt giùm em mã xanh. Cánh em chốt rồi chị Phương Ngân ơi. Rồi một em này free size mọi người nha. Free size 60kg vừa chốt giùm em mã hoa. 60kg vừa mã hoa giúp em bạn này. 60kg vừa chốt giùm em mã hoa. Mã hoa giúp em. Chị Phương Thúy cho em xin số đó chị ơi. Rồi em này 55kg, 58kg vừa. Con này siêu xinh luôn. Ở đằng sau có hồ Hàn Quốc nha mọi người nha. Chốt giùm em mã trắng. Mã trắng giúp em bạn này mọi người nha. Mã trắng giúp em nè. Mã trắng. Ồ trời ơi dễ sợ. Đó chị Bảo Thư đó. Sáng vừa mới kho xả hết không lấy cho chị. Chị không lấy đâu đừng gửi. Xong rồi bây giờ vô chọn nữa. Không biết cái gì. Không biết làm sao luôn á mọi người. Khách dạo này bị sao á. Nếu mà muốn chọn thêm cứ nói với tụi em là giữ đi chị chọn thêm. Nghĩ sao sáng xả hết đi. Chị không có lấy đâu. Rồi bây giờ vô chọn. Trái chị Hương Quỳnh Phạm. Em này 50kg, 52kg mọi người nha. Chốt giùm em mã đen. 50, 52kg vừa mã đen giúp em nè. 50, 52kg vừa chốt giùm em mã đen giúp em. Rồi em khoác cho mọi người nha. Một con khoác oversize nè mọi người nè. Chốt giùm em mã khoác. Một con khoác trắng. Đen chị Nguyễn Liên. Free size mã trắng giúp em bạn này. Free size mã trắng nè. 35 ngàn một cái chị Hương Đinh Hà ơi. 30 cái giá 19 ngàn nè. Mọi người có theo kịp không mọi người? Tức là một con là 35 ngàn. Mọi người mua 3 con em đi đơn. 30 con chị giá 19 ngàn mọi người nha. Em chỉ có vài con thôi. Rồi một con phối 50kg cho em mã phối. 50kg mã phối với em. Con này mặc với quần sót rất là dễ thương mọi người nha. Mã phối. Mã phối giúp em bạn này mã phối nha. Phối chị Nhật Hà. Rồi một em của Cha Rà. Hàng của Cha Rà mùa hè nó rất là mỏng mọi người nha. Hàng Cha Rà mùa hè nè. Em này 55kg mọi người nha. Chốt giùm em mã caro. 50-55kg vừa. Mã caro giúp em nè. Mã caro nha. Hello chị Candy Nail. Hello chị Candy Nail. Một cái màu không thể được. Không thể nổi hơn. Rồi em này 50kg nha mọi người nha. 50kg chốt giùm em mã cúc nè. Caro chứ Hương Quỳnh Phạm. Con này nó dạng như là áo dáng dài mọi người nha. Hoặc là mặc đầm đều được. Chốt giùm em mã cúc. Mã cúc giúp em bạn này. Mã cúc nè. Rồi em trắng theo mọi người nha. Em trắng theo nè. Em này free size mọi người nha. 60kg vừa chốt giùm em mã theo. Cúc cho chị Nguyễn Liên. 60kg vừa mã theo giúp em bạn này. 60kg vừa chốt giùm em mã theo. Mã theo giúp em mã theo. Rồi một em hoa lá hẹ bông lá cành. Dạ chưa chị Võ Vi ơi. Em này free size 60kg vừa. Hôm nay là chuyên mục xả mọi người nha. Em xả áo xong em sẽ xả tới quần. Quần xong rồi tối em sẽ xả đồ ngủ mọi người nha. Hôm nay là em xả hết. Theo chị Hương Quỳnh Phạm. Free size mọi người nha. Chuẩn bị kho để về hàng. Hết dịch là về hàng. Giống như xả cuối dịch vậy mọi người. Chốt giùm em mã hoa. Mã hoa giúp em bạn này. Free size mã hoa. Mã hoa giúp em nè. Rồi một con khoác vét mọi người nha. Tay ngắn nè. Em này oversize luôn. Chốt giùm em mã vét. Oversize mã vét giúp em bạn này. Oversize chốt giùm em mã vét. Mã vét giúp em nè. Mã vét. Thôi cho chị Diễm nè. Rồi một em hồng mọi người nha. Một em hồng nè. Hello Diễm Diễm yêu dấu. Vét cho chị Nguyễn Liên. Rồi em này free size mọi người nha. Chốt giùm em mã hồng cổ vét luôn. Free size mã hồng giúp em bạn này. Free size chốt giùm mã hồng. Em mới mập ơi dữ quá à. Tí nó không cho ăn sinh nhật bây giờ. Rồi em này free size luôn nha. Trời cẩn thận coi chừng đập trúng cái đầu em ngay chỗ cái mục đó nha. Em này 60kg vừa chốt giùm em mã trắng nè. Không cái gì Nhật Hạ. 60kg vừa mã trắng giúp em bạn này. 60kg vừa chốt giùm em mã trắng. Mã trắng giúp em bạn này nha mọi người nha. Free size mã trắng giúp em bèo. Mã trắng nè. Rồi một em hoa. Em này 50kg thôi mọi người nè. Chốt giùm em mã hoa. Trắng chị Hương Quỳnh Phạm. Nè tiệm bông nhí Quỳnh Huỳnh này nè. 50kg vừa mã hoa giúp em nè mã hoa. Ủa Sài Gòn bắt đầu mưa rồi hả chị Diễm? Chỗ nhà em âm u sáng giờ mà không có mưa nổi. Hoa chị Nguyễn Liên. Rồi một con này là tơ mọi người nha. Em này 50kg thôi chứ dây mạ tơ. Con này mọi người phải mặc lót ở trong giúp em nó mỏng. 50kg mạ tơ giúp em nha mọi người nha. Like thì không thấy nó mỏng chứ ngoài nó mỏng đó. 50kg chứ dây mạ tơ nè. Mạ tơ giúp em bạn này mạ tơ nè.
Em này 55 58 kg đều vừa cho giùm em mã sơ mi. Giúp em, nó có hai cái dây đằng trước như thế này mọi người nha. Mọi người cột cái cổ lại. Chốt cho em mã sơ mi nè. Mã sơ mi giúp em bạn này, mã sơ mi nè. Rồi em này free size, chốt giùm em mã xanh. 60 kg vừa tay ngắn, chốt cho em mã xanh mọi người nha. 60 kg vừa nè, chốt giùm em mã xanh. Mã xanh giúp em bạn này nè, 60 kg vừa mã xanh nha. Rồi một em hai dây mọi người nha, một con hai dây, dây của nó dài lắm. Mà em ngừa ngừa em ngồi em rảnh quá em cột lại. Con này 55 58 kg đều vừa, chốt cho em mã dây. Mã dây giúp em bạn này, mã dây nè. Rồi một con khoác tơ lụa mọi người nha, một con khoác lụa nè. Con này mọi người khoác tắm, khoác ngủ hoặc là khoác đi biển đều được nha mọi người nha. Free size chốt giùm em mã khoác nè. Free size mã khoác giúp em bạn này, free size chốt giùm em mã khoác, mã khoác giúp em. Rồi một em dây hoa nhí mọi người nha. Em này 50 kg chốt giùm em mã hoa nhí nè. Khoác gì Nhật Hà? 50 kg mã hoa nhí giúp em bạn này, 50 kg chốt giùm em mã hoa nhí. Rồi em này là áo thun mọi người nha, một con áo chất thun mọi người nè. Con này đóng serving rất là xinh. Chị nào mà mặc mặc chân váy á, mấy cái áo thun body này rất là đẹp mọi người nha. Ở trong live nhìn nó mỏng chứ thực tế nó không mỏng đâu. Mặc một lớp là vừa không cần lót. 50kg, 55kg mã đen. Hoa nhí chị Nhật Hà. 50, 55kg vừa mã đen nè. Mã đen giúp em nè. Một con tím hoa mọi người nha. Một con tím hoa đen nè, hồng đen. Em này 55 58kg đều vừa, chú giùm em mã tím. 55 58kg đều vừa mã tím giúp em bạn này, 55 58kg mã tím nè, mã tím giúp em. Đen chứ hồng trần. Rồi một em free size mọi người nha, chú giùm em mã sọc nè. Free size 60kg vừa mã sọc giúp em nè. 60kg vừa chú giùm em mã sọc, mã sọc giúp em. Tím với chị Nhật Hà. Rồi một em đỏ mọi người nha, một con đỏ nè. Em đỏ này free size mọi người nha. Em đỏ free size nè. Tay là tay dập ly nha mọi người nha. Cổ là cổ như thế này. Ê, cổ của nó như thế này mọi người nha. Em này 60kg vừa luôn, chốt giùm em mã đỏ. 60kg vừa mã đỏ, tay dập ly hết nha mọi người nha. 60kg vừa chốt giùm em mã đỏ nè. Mã đỏ giúp em. Đỏ chị Hồng Trần. Rồi một con beo phối mọi người nha. Một con beo phối nè. 50kg chốt giùm em mã phối. 50kg mã phối giúp em bạn này. 50kg chốt giùm em mã phối nè. Mã phối giúp em. Rồi một con đen nữa nha mọi người nha. Một con đen siêu xinh nè. Đây một con đen. Úi trời ơi con này đẹp dữ vậy ta. 50kg chốt giùm em mã đen. 50kg mã đen giúp em nè. 50kg chốt giùm em mã đen mọi người nha. Mã đen, mã đen giúp em nè. Mã đen. Đen cho chị Hương Quỳnh Phạm nè. Rồi 35 ngàn nha mấy chị ơi. Một con đen lụa đẹp cổ đổ. Một con đen lụa cổ đổ nè mọi người nè. Trời ơi con này sang lắm nha. Con này sang chưa. 50kg chốt giùm em mã sang. 50kg mã sang giúp em bạn này. 50kg mã sang cổ đổ nè mọi người nè. 50kg mã sang. Sang cho Hương Quỳnh Phạm. Rồi một em xám mọi người nha. Một em xám nè. Em này 50kg, 55kg đều vừa chút dây mạ xám. 50-55kg mọi người nha. Con này nó giống như là tơ giấy vậy mọi người. Rất là mềm. Mạ xám giúp em nè. Rồi một em trắng mọi người nha. Một em trắng nè. Em này 50-55kg đều vừa chút dây mạ trắng nha mọi người nha. Mạ trắng giúp em nè. 50-55kg đều vừa dán crop top. Mạ trắng, mạ trắng giúp em. Xám với chị Nhật Hạ. Rồi em này free size mọi người nha. 60kg vừa chút dây mạ caro. 60kg vừa mã caro giúp em nè. Mã caro. Rồi một em họa tiết mọi người nha. Một em họa tiết nè. Rồi em này free size 60kg vừa luôn. Chốt giùm em mã họa tiết nha mọi người nha. Rồi free size chốt giùm em mã họa tiết nè. Mã họa tiết giúp em bạn này. Mã họa tiết free size mã họa tiết nè. Rồi một con một bầy ngựa. Một bầy ngựa trong thảo nguyên. 50kg chốt giùm em mã ngựa. Trắng cái Phương Thúy này cho em xin số đó chị ơi. 50kg mã ngựa, ngựa, ngựa giúp em bạn này. 50kg chốt cho em mã ngựa. Em bé mập đi đâu á? Tí con có đi ăn sinh nhật cà rốt không? Vậy hả? Ai chở con đi? À
anh Bin bao có đi không? Người ở nhà Nguyễn Ly. Đổ con xuống chó, vậy. Con chó mà cắn trắng 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 nó được thả ra được chính thôi. À vậy hả? Không biết nó hiền lại được chưa mà nó thả ra. Chưa hiền đâu. Bản chất khó đổi mà sao mà hiền được. Cái tính thích cắn người thì vẫn thích cắn thôi. Rồi em cu vẫn chơi với anh Bo hả? Rồi, một em hòa tiết mọi người nha, em hòa tiết. Ôi trời. Tranh em chốt hết rồi chị Phương Thủy ơi. Một em hòa tiết cổ đổ mọi người nha. Làm gì cơ đó? Im đó, gãy bây giờ. 50 kg, 45 50 kg mọi người nha. 45 50 kg nè, chốt giùm em mã hòa tiết cổ đổ mọi người nha. Mã hòa tiết với em bạn này. Chốt giùm em mã hòa tiết nha. Thôi 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 con để im đã. Không có bật. Rồi, em này 50 kg, 55 kg đều vừa, chốt giùm em mã hồng. Em sơ mi. Hòa tiết cho hoàng hôn tím. 50 55 kg đều vừa, mã sơ mi giúp em bạn này. Chốt giùm em mã sơ mi mọi người nha. Mã sơ mi giúp em bạn này, mã sơ mi. Rồi một em bánh bèo mọi người nha. Một con bánh bèo 50kg chốt giùm em mã bèo. 50kg mã bèo giúp em bạn này. 50kg chốt giùm em mã bèo nè. Mã bèo giúp em. Xem mi chứ Hương Quỳnh Phạm. Rồi đây là một chiếc đầm nhúng mọi người nha. Một chiếc đầm nhúng nè. Đây nó rất là co giãn mọi người nha. Free size chốt cho em mã coban. Một chiếc đầm nhúng nè. Free size mã coban giúp em bạn này. Free size chốt giùm em mã coban. Coban giúp em. Bèo chị Nhật Hạ. Chị lá trời cái lời chỗ chị mưa lớn quá trời ầm ầm đùng đùng không nghe. Ồ vậy đó. Hả? Chỗ em chưa mưa vẫn còn nắng, vẫn nóng. Free size mọi người nha, chúc giùm em mã bi. 60 kg vừa mã bi nha mọi người nha. Free size chúc giùm em mã bi nè, mã bi giúp em. Mã bi. Cái kiểu người ta vậy mà. Rồi một em khoác mọi người nha, một con khoác nè. 50 kg chúc giùm em mã khoác nè. 50 kg chú với mẹ khoác một con khoác bèo mọi người nha. Có cái dây ở đây mọi người có thể cột lại được nè. 50 kg chú giùm em mẹ khoác giúp em nè. Rồi đây là một bài chuột Mickey nè mọi người nè. Đó hồi nãy ai có ngựa rồi bây giờ phải chuột nữa nha. Em này 50 kg thôi mọi người. 50 52 kg vừa chú với mẹ chuột. Cà rốt suốt ngày gọi mẹ hoài vậy. Chú em mã chuột mọi người nha, mã chuột giúp em nè, mã chuột. Chưa chị Nhật Hạ. Rồi em đầm dây mọi người nha, em đầm dây nè. Còn mới tin nè. Em này 45 50 kg mọi người nha. 45 50 kg chú em mã dây. Con này xinh lắm mọi người nè. Chú giúp em mã dây. Mã dây giúp em bạn này, mã dây nè. Rồi một con cổ vét mọi người nha. Con này con cổ vét nè. Em này free size 60 kg vừa chú dây mã vét. Dây chị Nguyễn Liên. 60 kg vừa mã vét chú em bạn này, 60 kg vừa mã vét nè, mã vét chú em. Rồi em có một chiếc đầm xinh mọi người nha, một chiếc đầm xinh nè. Em này 40 45 kg vừa thôi chú dây mã đầm. 40 45 kg mọi người nha, chú dây mã đầm. Mã đầm giúp em bạn này, mã đầm nè. Rồi một em khoác nữa nha mọi người, một con khoác ren nè. Một con khoác ren. Em này 50 kg nha mọi người nha. 50 55 kg vừa chú cho em mã khoác. 50 55 kg vừa mọi người nha, mã khoác giúp em bạn này, mã khoác mọi người nha. Chốt cho em mã khoác nè. Mã khoác giúp em. Rồi em trắng theo mọi người nha, một con trắng theo nè. Em này 50 kg, 52 kg chú giùm em mã theo. Khoác chị Nhật Hà. 50 52 kg vừa mã theo giúp em bạn này mọi người nha, chốt cho em mã theo nè. Mã theo tay rất là xinh mọi người nè. Chốt giùm em mã theo. Mã theo giúp em bạn này. Rồi một con lụa mọi người nha. Con này free size 60kg vừa chốt cho em mã lụa nè. 60kg vừa chốt cho em mã lụa mọi người nha. Mã lụa giúp em bạn này. Mã lụa. Theo với Phạm Mai Thu. Rồi một em này là của cô Gia mọi người nha. Em này của cô Gia nè mọi người nè. Em này 55kg vừa chốt giùm em mã hoa. Lụa chị Nhật Hà. 55kg vừa mã hoa. 50 55kg. Thì con lấy đôi dép khác con xuống con lấy lên. Cà rốt xuống lấy dép lên cho con em đi con. Không dám quay là có hai đứa đâu. Dạ 30 cái chị Phạm Mai Thu ơi.
một cái giá 35 ngàn, 30 cái giá 19 ngàn nè. Con xuống con thấy con chó đứng là không sao, con chó nó ở bên đó mà, mình ở bên này mà đâu có ảnh hưởng gì đâu, nó đâu có nhảy hoàng rào được. Rồi con này free size chốt dây mã nâu tây lụa mọi người nha, free size 60kg vừa nè, chốt dây mã nâu tây. Đợi một xíu nữa em lên hết cái này em sẽ có áo 19 ngàn, mọi người mua 30 cái là giá 10 ngàn người nha. Em còn có mấy con này thôi, chốt dây mã nâu tây còn ít lắm. Mã nâu tây giúp em nè, mã nâu tây. Rồi một con hồng mọi người nha, một con hồng, con này free size 60kg vừa, chốt dây mã hồng tay lỡ 60kg vừa mã hồng giúp em nè, 60kg vừa chứ nha, mã hồng giúp em. À chưa chị, quên này em chưa ủi luôn. Không biết chị Nguyễn Liên. Rồi em này có cái dây cột đằng sau mọi người nha, đây. Em này 40-45kg thôi, chốt giùm em mã bèo. Con này tiểu thư mọi người nha, 40-45kg chốt giùm em mã bèo nè. Mã bèo giúp em bạn này, mã bèo. Rồi em oversize mọi người nha, con này free size nè, chốt giùm em mã dài. Con này là một cái đầm mọi người nha, con này là dạng đầm mọi người nha, oversize chốt giùm em mã dài giúp em bạn này, free size mọi người nha, chốt giùm em mã dài nè, mã dài giúp em, dài với Phạm Mai Thu. Rồi một con xanh đen mọi người nha, một con xanh đen nè. Rồi con này free size luôn mọi người nha, chốt giùm em mã xanh, oversize mã xanh. Ở đây nó có chạy đường chỉ mọi người nha, rất là xinh nè. Oversize chốt cho em mã xanh giúp em bạn này mọi người nha, chốt cho em mã xanh nè, mã xanh giúp em. Rồi một con xô của H&M mặc mùa hè, em này của H&M mọi người nha, em này 55kg mọi người nha, 55kg chốt cho em mã lá, 55kg mã lá giúp em bạn này, mã lá mọi người nha. Rồi một con be, một con be nha mọi nha, một con be điệu nè. Lá chị Nhật Hạ. Em này 50kg thôi mọi người nè, 50kg chốt giùm em mã be, 50kg mã be giúp em bạn này nha mọi người nha. 50kg chốt giùm em mã be nè, 50kg mã be giúp em. Rồi em này 55kg nha mọi người nha, chốt giùm em mã hoa. 55kg, 60kg vừa nè, 55-58kg thôi, cho em mã hoa. 55-58kg vừa mã hoa giúp em nè, mã hoa. Bé cho mèo và rinh nè. Rồi một con dài với người nha, một con áo dây dài hay là đầm, đầm chắc con này là đầm á mọi người. Em này là đầm nha mọi người nha, đầm nè, made in India. Đây. Em này 50kg thôi, cho em mã dây, 50kg mã dây giúp em, không thích mọi người về cắt áo crop top được mọi người nha. 50kg mã dây nè. Rồi em này free size một con lụa nè, free size chốt cho em mã vest mọi người nha, phối cổ nè. 60kg vừa chốt cho em mã vest, 60kg vừa mã vest giúp em nè. Dây chị Nhật Hạ. 60kg vừa mã vest. Rồi một con của H&M mọi người nha. Em này là của H&M nè. Em này 50kg vừa chốt giùm em mã cam. Em này dạng ba lỗ mọi người nha. 50kg vừa mã cam giúp em bạn này. 50kg vừa chốt cho em mã cam nè. Rồi một con ren mọi người nha, em này 50kg luôn nè, chốt giùm em mã ren. 50kg vừa mã ren giúp em nè, 50kg vừa chốt giùm em mã ren, mã ren giúp em. Rồi một con trắng lụa mọi người nha, em này 50kg chốt giùm em mã lụa. 50kg mã lụa cổ đổ mọi người nha, 50kg vừa mã lụa nè. Rồi một em xinh thiệt là xinh luôn mọi người. Con này xinh ghê chưa, ở đằng sau này nè. Em này 50kg, 55kg vừa nha mọi người nha, chốt giùm em mã lụa. Xinh lắm. 50-55kg vừa mã lụa giùm em nè, mã lụa nha. Rồi em này 50kg chốt giùm em mã bi. Em này là bi nhí mọi người nha, 50kg mã bi giùm em bạn này, 50kg chốt giùm em mã bi nè, mã bi giùm em. Lụa chị Nhật Hà. Rồi em dây mọi người nha, đây là một chiếc đầm hoa, chốt giùm em mã hoa nhí, 55kg mã hoa nhí giúp em nè. 55kg vừa mã hoa nhí nè, mã hoa nhí giúp em bạn này, mã hoa nhí nha. Rồi một em hoa bèo, em này 50-55kg vừa chốt cho em mã bèo. Hoa nhí chị Nhật Hạ. 50-55kg vừa mã bèo giúp em bạn này mọi người nha, chốt cho em mã bèo, mã bèo giúp em nè, mã bèo.
Rồi em trắng tơ mọi người nha, một con trắng tơ nè. Em này free size 60kg vừa chú em mã tơ. Free size 60kg vừa mã tơ chú em bạn này nè. 60kg vừa chú em mã tơ nha. Mã tơ chú em. Rồi em đầm đỏ mọi người nha, một con đầm đỏ nè. Em này còn mới tinh nha mọi người nha, còn nguyên tát hết nè. Em này 50kg, 55kg vừa nè, chú em mã đỏ cái tay cưng lắm. 50, 55kg vừa mã đỏ chú em bạn này. Mã đỏ nha. Rồi một em lụa mọi người nha, một con lụa nè. Đó chị Nguyễn Liên. Rồi một em lụa đỏ mọi người, lộ một em lụa be mọi người nha. Con này free size chú giùm em mã lụa. Cái tay cưng chưa? Free size mã lụa chú em bạn này nè, 60kg vừa chú em mã lụa. Mã lụa chú em nè, mã lụa. Rồi một con theo mọi người nha. Lụa cho chị Nguyễn Liên. Rồi một con theo nè. Con này cái cổ theo mọi người nha, cổ bèo theo. Em này 50kg mọi người nha, chú giùm em mã theo. Xinh chưa? 50kg mã theo giúp em bạn này. 50kg chú giùm em mã theo nè. Mã theo giúp em bạn này. Theo chị Nguyễn Liên. Rồi, em phối nha mọi người nha, một con phối nè. Một con phối xinh ghê chưa? Tay luôn mọi người nha. 50kg, 55kg vừa chú giùm em mã phối. 50-55kg mã phối giúp em nè. Mã phối nha mọi người nha. Mã phối nè. Rồi một em oversize chú giùm em mã trắng. Oversize mã túi giúp em bạn này. Con này xinh xinh mọi người ha. Chất vải rất là đẹp. Free size nè mọi người nè. 55-58kg đều vừa mã túi. Mã túi giúp em mọi người nha. Mã túi nè. Rồi một con hoa. Một con bèo mọi người nè. Em này oversize mọi người nha, chú giùm em mã bèo. Một trời bèo. Free size mọi người nha, mã bèo giúp em bạn này nè. Oversize chú giùm em mã bèo. Mã bèo nha mọi người nha. Mã bèo. Rồi một em free size nữa, dáng dài một con màu trắng nè. Bèo với con ai thôi. Free size mọi người nha, chú cho em mã trắng nè. Free size mã trắng nó có dây rút ở đây mọi người có thể giãn ra hoặc rút lại đều được mọi người nha. Free size mã trắng giúp em bạn này. Free size mã trắng nè. Rồi một chiếc đầm xinh mọi người nha, một chiếc đầm xinh nè. Em này là xô mọi người nha. 50-55kg vừa chú em mã đầm. 50-55kg vừa mã đầm giúp em bạn này. Mã đầm nè. Túi với chị Nghệ. Rồi một chiếc sơ mi có họa tiết cái môi mọi người nha. Đây, họa tiết cái môi. Em này 45-50kg chú giùm em mã môi. 45-50kg vừa mã môi giúp em bạn này nè. Mã môi mọi người nha, mã môi giúp em. Ôi trời, trời. Giống trẻ mồ côi quá nha. Bưng 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 bưng. Mặt gì mà nhím nhút nhím nhút. Cái mặt tao dâu quá vậy hả? Đi đâu á? Ờ, quạt của lúa hả? Của Thảo. Của Thảo. Quạt của Thảo. Thảo. Lúa. Môi chị thu dịp để cháu xin lại số luôn nha chị. Em này free size mọi người nha, free size nè. Chốt giờ còn một con lụa nha mọi người nha. Một con lụa màu rêu free size, chốt giùm em mã lụa dáng dài. Mã lụa giúp em bạn này. Free size mã lụa giúp em. Quạt của Thảo phải không? Rồi em trắng mọi người nha. Em này 40kg, 45kg thôi. Chốt giùm em mã trắng. 40-45kg vừa mã trắng nè. Mã trắng giúp em mã trắng. Đổ đó. Rồi một em họa tiết mọi người nha. Một con họa tiết nè. Em này 50kg, 55kg đều vừa. Chốt giùm em mã họa tiết nè. Trắng cho hồng trần. 50-55kg mã họa tiết giúp em bạn này. Mã họa tiết nè. Mã họa tiết giúp em. Rồi một em tơ, lụa tơ mọi người nha. Một em lụa tơ free size nè, 60kg vừa chứ nha mã tơ. 60kg vừa mã tơ giúp em bạn này. 60kg vừa chứ nha mã tơ mọi người nha. Mã tơ giúp em. Rồi một em theo mọi người nha. Một em trắng theo nè. Theo cổ mọi người nha. Em này 55kg, 58kg đều vừa chứ giùm em mã theo. Tơ chị Nhật Hà. 55-58kg đều vừa mã theo giúp em nha mọi người nha. Mã theo tay ngắn. Chốt cho em mã theo nè. Em uống xong chưa? Trời cái gì vậy? Rồi free size mọi người nha. Một con xô free size theo hết nè mọi người nè. Cưng ghê chưa?
Và resize chút cho em mã xô 60kg vừa mã xô giúp em bạn này. Mã xô mọi người nha. Làm gì vậy? Sợ quá hả? Sợ hãi. Oh no no no, no. Bỏ lên lại cho cô chứ. Lỡ ôm nhầm thôi mà làm gì. Gà nằm rồi. Chị bé mập đâu? Rồi em hoa nhí mọi người nha, em hoa nhí nè. Em này 50kg vừa chú dây mẹ hoa nhí. Chiên lên, bỏ lên. Bỏ lên. 50kg mẹ hoa nhí giúp em bạn này mọi người nha. 50kg chú dây mẹ hoa nhí nè. Con này mọi người mặc trên vai nha mọi người nha. Đây, tay nè, xinh chưa. Chú dây mẹ hoa nhí nè. Rồi em áo chơi mọi người nha, em áo chơi nè. Này rớt qua ở đây nha mọi người nha, rớt qua như thế này nè. Em này 50kg vừa, 55kg vừa luôn chú dây mạ rớt vai. 50-55kg vừa mạ rớt vai chú em bạn này nè. Mạ rớt vai nha. Rồi em trắng xô mọi người nha, con trắng xô nè. Con này 55-58kg đều vừa chú dùm em mạ cúc. 55-58kg đều vừa, mạ cúc chú em bạn này mọi người nha. Mạ cúc nè. Rồi em có một em đen thiện mọi người nha, một em đen xịn nè. Rồi em này free size 55-58kg vừa luôn chú em mã đen mọi người nha. 55-58kg vừa mã đen giúp em bạn này nè, mã đen nha. Rồi một con tơ nữa mọi người nha, một con lụa tơ nè. Em này free size chú em mã lụa. Free size 60kg vừa mã lụa giúp em nha mọi người nha. Mã lụa nè. Đen với hồng trần 60kg vừa chú cho em mã lụa giúp em. Mã lụa. Rồi em bông nha mọi người nha. Ui trời bạn này dễ thương. Lụa chị Hoàng Huy Hoàng. Em này oversize mọi người nha. Trời ơi cưng quá à. Em xinh quá à. Oversize chú giùm em mã xinh. Oversize mã xinh giúp em bạn này. Dán baby doll tay mập. Oversize mã xinh giúp em bạn này. Mã xinh mọi người nha. Mã xinh giúp em nè. Oversize mã xinh. Mã xinh chị Hồng Trần cho là bằng tí, chị bằng tí em sầu riêng đến thì để chị nhé. Dạ có em sầu riêng em để chị, em nhớ là còn một con nữa. Xin với chị Nhật Hà. Rồi em này free size chú giùm em mã cam. Free size nha mọi người nha, 60kg vừa chú giùm mã cam nè. Free size nè, 60kg vừa mã cam giúp em bạn này nha mọi người nha. Cổ sơ mi xinh chưa, 60kg vừa chú giùm em mã cam. Mã cam giúp em nè. Rồi một con trắng mọi người nha, một con trắng nè. Con này free size mọi người nha, ở đây có theo nè mọi người nè. Tay bèo, free size 60kg vừa chú giùm em mã trắng. 60kg vừa mã trắng giúp em bạn này, 60kg vừa mã trắng nha. Rồi một con sọc xanh sọc nè. Rồi em này free size luôn, 60kg vừa luôn. Chốt giùm em mã xanh. Mã xanh giúp em bạn này nha mọi người nha. Con sơ mi nè. 55-58kg vừa, 60 ok luôn. Chốt giùm em mã xanh. Rồi một em trắng mọi người nha, một con trắng nè. Một con trắng cổ V chạy viền ren mọi người nha, đây. Chạy viền ren. Con này 50kg mọi người nè. 50kg chốt giùm em mã ren. 50kg mã ren, mẹ đón cái cà rốt ơi. Rồi em họa tiết mọi người nha. Con này free size chú cho em mã họa tiết một con Vin nè, họa tiết nè. Free size mã họa tiết giúp em bạn này. Free size mã họa tiết nè, họa tiết giúp em. Rồi em caro mọi người nha, một con caro nè. Em này oversize chú cho em mã caro nè. Họa tiết chị Nhật Hà. Em này oversize 60kg, 65kg gì cũng vừa chú giùm em mã caro mọi người nha. Oversize mã caro giúp em bạn này nè. Oversize chú dây mã caro nè. Rồi mà em. Ai đón heo kìa. Cắt cho em cua ba. Rồi mà. Mẹ ơi đi về đây. Mẹ ơi đi về đây. Em này free size 60kg vừa chú giùm em mã sáng nách nha. 60kg vừa mã sáng nách giùm em nè. Mã sáng nách mọi người nha, mã sáng nách nè. Người ta nói như dễ thương. Chị ơi đi về đây.
Sáng nắp chị Hoàng Huy Hoàng. Rồi em này vào 55 58 kg đều vừa chứ em mã đen. 55 58 kg đều vừa mã đen giúp em bạn này, mã đen mọi người nha. Chứ cho em mã đen nè, mã đen giúp em. Cái gì vậy? Sao vậy? Sao? Mẹ đánh em. Mẹ đánh em mà sao mẹ suốt ngày đánh em hoài vậy? Mẹ kỳ cục. Rồi em này 55 58 kg đều vừa, chú giùm em mã tay dài mọi người nha. 55 58 kg đều vừa mã tay dài giúp em nè, mã tay dài. Rồi một con xanh xám mọi người nha, một con xanh xám, hàng này rất là mới mọi người nè. Đây, em này 55 kg mọi người nha. Chú giùm em mã xám có cái dây cột đằng trước mọi người nha, mã xám giúp em nè. Mẹ em dành mẹ em. Chú với mẹ xám mọi người nha, 50 55 kg vừa mẹ xám nè. Mẹ xám giúp em. Còn dài không bà? Thôi bé chân. Rồi em theo mọi người nha, một con theo nè. Của em theo. Em này 50 kg mọi người nha, chú cho em mã theo nè. 45 50 kg vừa mã theo giúp em nè. Mã theo một con trắng xô theo. Mã theo giúp em. Một con xám mọi người nha, một con xanh. Em này 50 kg, chú cho em mã xanh giúp em bạn này. 50 kg chú giùm em mã xanh nè, mã xanh giúp em. 50 kg chú cho em mã xanh nha. Rồi. Một em trắng nha mọi người nha. Con này free size 60kg vừa nè. Tay dài 60kg vừa. Chú cho em mã tay dài giúp em bạn này. 60kg vừa. Rồi nè, con sầu riêng cho chị Hồng Trần. Xanh đó chị Kẹo Ngọt. Chị Hồng Trần ơi, còn đó không? Sầu riêng nè. Sầu riêng của chị nè. Sầu riêng. Mẹ ơi. Rồi em này free size mọi người nha, chú cho em mã sơ mi nè. Một con free size mã sơ mi giúp em bạn này. Em này 60 kg vừa, chú cho em mã sơ mi mọi người nha. Mã sơ mi giúp em nè. Rồi một con này là mọi người thấy không? Họa tiết gì nè. Eo vì nha mọi người nha, một con họa tiết eo vì nhưng mà nó không phải là của eo vì đâu. Em này 50 kg mọi người nha, chú giùm em mã đen. 50kg mã đen giúp em. Hình như nó còn một cái xanh nữa hay sao em không nhớ. Mã đen mọi người nha, mã đen giúp em nè. 50kg mã đen. Rồi em nâu mọi người nha, em ghi lên nè. Em ghi lên. Em này 55kg nha mọi người nha. 50-55kg đều vừa nè. Chốt cho em mã ghi lên. 50-55kg mã ghi lên giúp em nè. Mã ghi lên. Đen chị ghi lên. Rồi một em bi mọi người nha, con bi nè. Một em bi. Em này 50kg, 55kg đều vừa chứ em mã bi nè. Ghi lên chị Nguyễn Liên. 50, 55kg vừa mã bi giúp em bạn này. Mã bi mọi người nha. 50, 55kg vừa mã bi. Rồi một con xinh xinh nữa mọi người nè. À con này mới là con chum mọi người nha. Nãy em lộn với con kia, con này mới là con chum nè. Một con chum mọi người nha, một con chum nè. Con chum này size 36. Chị Quỳnh Nhi kêu là cho chị cái hoa lá đi, chị Hồng Thịnh thích màu đơn giản. Hả? Chị thích màu đơn giản như này hả chị Quỳnh Nhi? Cái này đơn giản hả? Không, ý là chị kêu là cho chị cái hoa lá kia đi. Hoa lá này không? Chị kêu là cho chị cái hoa lá đó đi, chị Hồng Trần thích màu đơn giản á. À. Đấy là đủ. Vậy là để cho chị Hồng Trần con hồng và chị con đó đúng không? Cái gì vậy? Em đi ăn sinh nhật chị cà rốt sớm vậy. Rồi chốt giùm em mẹ chum nè. Mẹ chum giúp em mẹ chum. Cái mặt này cô chum cho chị Nhật hả? Cái mặt này đi qua bên kia quẹt. Ai có chính nha, mai mà ủi nè. Có bao giờ ủi nha. Dạ. Bye bye. Làm cái gì vậy? Ba. Đâu. Rồi, ủa cái bây giờ em bé mập đi ăn sinh nhật luôn hả? Chưa được đâu. Tí nữa cũng chở cho. Chưa được.
giờ lại thì phải rồi cái lụa mọi người nha, một cái lụa nè, em hoa lụa 50-55 kg phải xin mẹ, 50-55 kg vừa chứ cho mẹ hoa nhí nè, mẹ hoa nhí với em bạn này, mẹ hoa nhí nha, chất lụa mẹ hoa nhí, mẹ không cho mẹ la đó. Xin mẹ hoa nhí chị Nguyễn Liên. Rồi một cái đầm yếm mọi người nha, một cái đầm yếm nè. Một cái đầm yếm. Ôi mẹ nó không cho đâu. Rồi, em này 40 45 kg thôi chứ em mà yếm. Cái đầm yếm 40 45 kg nè, mà yếm giúp em nè. Mà yếm mọi người nha, mà yếm nè. Mà yếm giúp em bạn này nha mọi người nha. Đi về tắm. Rồi một chiếc đầm nha mọi người nha, đây là một chiếc đầm. Một chiếc đầm nè. Em này 50 kg mọi người nha. Nhưng mà con lấy được chưa? Yếm với Hứa Quỳnh Phạm. Rồi giờ sao? Nhờ cô bộ lấy giùm. 50-55 kg vừa nè. Chốt giùm em mẹ đầm. Nó có một cái dây ở đây mọi người nha. Đây nè mọi người, cột cái dây lại nè. Dạ ok chị Bánh Nì. Chốt cho nó đi xuống dưới, nó nói thấy con chó đứng lên. Trời mấy bữa có rồng xuống chọc chó luôn à. Bữa nay nó ghét. Chú với mẹ đầm mọi người nha, mẹ đầm giúp em nè. Mẹ đầm. Này nó ghét. Dạ nay nó quá lâu rồi chị, em không có nhớ con nào luôn. Rồi một con nha, một con dây nha mọi người nha, một con áo trắng nè. Em này 50 kg vừa, chú giùm em mẹ dây. 50 kg vừa mẹ dây giúp em bạn này. 50 kg vừa chú giùm em mẹ dây nè. Mẹ dây giúp em. Mẹ dây. Thay mặt cho chú đi. Rồi một em đầm nữa nha mọi người nha, một con đầm sâu theo nè. Chán baby doll free size mọi người nha, chú giùm em mẹ baby. Em này to lắm. Em này cũng phải 60 kg vừa mọi người nha. To lắm á. Chú giùm em mẹ baby nè. Mẹ baby giúp em bạn này, mẹ baby nè, mẹ baby giúp em. Baby chị Hương Quỳnh Phạm. Rồi, một em đẹp nữa mọi người nha, một con đẹp nè. Canh em chốt hết rồi chị Quỳnh Nga ơi. Rồi một em đẹp nè. Em này 45-50 kg mọi người nha. 45 kg, 50 kg thì phải cao trên mét 6 giúp em nè. Chốt giùm em mẹ bèo. Mẹ bèo giúp em bạn này mọi người nha. Chốt giùm em mẹ bèo. Mẹ bèo giúp em nè. Chốt giùm em mẹ bèo. Rồi em đen mọi người nha, một con đen nè. Một con đen oversize mọi người nha, free size, chốt giùm em mẹ đen. Oversize mã xe đen giúp em. Hello chị Jessica. Oversize chú cho em mã đen mọi người nha. Oversize mã đen giúp em mặt này nè. Oversize chú cho em mã đen. Em nghĩ là chưa đó chị Phương Quỳnh Phạm. Trời ơi em lọc một con siêu phẩm ở trong này rất là đẹp. Em lọc con siêu phẩm mọi người nha. Lụa cực kỳ phê luôn. Xinh không mọi người? Lụa nè. Con này em bán cho mọi người 49.000 để mình phân biệt với cái dòng này mọi người nha, không có giảm giá. Chốt cho em mã 49, 55, 58 kg đều vừa mã 49 nè. Mã 49 giúp em bạn này. Mã 49 mọi người nha, lụa. Đã. Chốt cho em mã 49 nha. 49 với chị Nguyễn Liên. Rồi một em xanh min nè mọi người nè, con xanh bạc hà. Xong rồi hả chị, lấy được rồi hả? Nó bảy giường thảo hơi rồi. Còn chưa về hả bà Nương? Em này 50 kg. À con này bị lỗi rồi mọi người. Em này xinh mà bị lỗi rồi. Con này em sẽ tặng nha. Chốt giùm em mã tặng. Mã tặng giùm em bạn này, mã tặng mọi người nha. Bị lỗi rồi. Chốt giùm em mã tặng. Nó bị giống như dao rọc một miếng mọi người. Tặng cho chị Hương Quỳnh Phạm. Rồi em dây nè mọi người nè, một con dây xinh lắm, một con dây tần mọi người nha, đây nè. Đánh chờ cho thằng thay đổi. Xin mẹ mẹ cho đây chưa? Đây mới sang hỏi đây, đưa bà dưới rồi sang nói đó hai tiếng mình có bác không cho đi đâu, mình mới chở đi về bác sẽ chở đi. Rồi có cho đi không? Đó. Rồi có cho anh bo đi không? Đó. Anh chờ bao thay đổi sao? Rồi anh đi nữa chứ? Rủ đi hết chứ? Rồi chú với mẹ dây, mẹ dây giúp em. Mẹ dây mọi người nha, mẹ dây nè. Mẹ dây giúp em. Dây chị Nhật Hạ.
việc bao nhà báo việc. Các bạn cứ vào bà chuẩn bị đi, nếu mà lúc đó mà tụi con thấy rảnh thì tụi con vào. Rồi. Ôi con này phê quá. Trời. Sao tự nhiên nó có hai cái này em thấy giống hai cái nấm vú vậy mọi người? Mắc cười không? Em này 50-55kg vừa chứ em mà cô. 50-55kg vừa mà cốm giúp em nè, mà cốm mọi người nha, mà cốm giúp em xin chưa? Mà cốm nha mọi người nha. Rồi cái chị Quỳnh Nga nè. Mà cốm nha mọi người nha. Đây gọi là tay thỏ đó chị. Ủa tay thỏ hả? Sao em thấy nó giống hai nấm vú vậy? Dễ thương không mọi người? Mắc cười quá à. Tôi đứng lên này là sao không chào. Bà Hà chưa có liên hệ gì với bà Nương hết à? Chắc lần này bạn bè đi cách xa nhau lâu nè. Chắc kiếm gì tí nữa cho lên cả lỗ. Farisa mọi người nha, chú dây mã hồng. Farisa mã hồng giúp em bạn này. Farisa chú dây mã hồng nè. Mã hồng giúp em. Mã hồng. Có mấy chị Hương, có mấy chị Hương Quỳnh Phạm. Rồi em hết rồi mọi người nè. Bây giờ em sẽ lên dòng 19.000. Ai lấy 30 con sẽ được 10.000 nha mọi người nha. Không mấy chị kẹo ngọt. Ủa vậy luôn hả Liên? Hài quá à. Tính 35.000 nè. Tại mấy chị không chọn chứ không phải là em không lên nha. Em đếm rồi em lên phải 200 con. Mà mấy chị không chọn mà em ế quá trời nè. Nãy giờ em quăng qua quá trời mọi người không chọn nha. Chứ không phải là do em không like đủ 30 con nha mọi người chọn mọi người nha. Nãy giờ quăng qua mấy lần mới vừa đó, mới hết. Tạo đổi giá. Chị mua thêm đống này được không? Không chị ơi. Không được cộng mọi người nha. Ôi sao mệt quá. Không được dồn mọi người nha. Hàng giá nào nó ra giá đó thôi mọi người. Về cầm lên cái hàng sẽ thấy khác liền. Hàng siêu phẩm nó sẽ khác. Hàng 35-39.000 khác. Hàng 10.000-15.000 khác mọi người nha. Tiền nào của đó. Rồi mọi người à. Mọi người muốn coi luôn hay là em tắt like xong lên lại? Ủa sao bà Nương chưa về? Quân đội nhà bác hai nè hả? Ôi giời ơi, vô mà ăn không đàng hoàng là cả tống xe chồng là anh bo chê đó nha. Hôm nọ anh bo đó vô nó nhà chú Bảy nhà giàu mà sao ăn gì có cá chứ canh thôi vậy mẹ. Rồi còn ở ngoài nhà Phước Bình đó bà, vô cái nhà to đùng đó, ở chỗ nhà chú Bảy giàu mà sao ăn toàn cá với canh không vậy mẹ. Những này vô đãi cho đàng hoàng nha. Ý không là bom có vô nữa đâu. Sài Gòn gió giật mạnh sắp mưa to. Bão rồi chứ mẹ, có bão rồi. Rồi bão vô rồi hả mọi người, bão vô rồi hả? Dạ cảm ơn chị Phương Thúy nhiều. Rồi em lên tiếp mọi người nha. Rồi em này 50kg. Ồ bạn này bị dính màu ở đây rồi. Rồi con này em tặng nha mọi người nha. Chú em mã tặng nè. Mã tặng giúp em bạn này, mã tặng. Bình Phước nhà em vẫn yên ổn mọi người à. Chúng mình sẽ cái bình đòn. Đi đi ăn sinh nhật, đi ăn sinh nhật có anh Bi, anh Bo, rồng. Rồng bé không được đi, không hiểu lý do tại sao. Rồi em này 50kg mọi người nha. 50kg nè, chốt giùm em mã nâu. 50kg mã nâu giúp em nè, mã nâu tặng cho cô Nga Thuận nha. Tình yêu em là bảo tố phong ba. Bài hát gì vậy chị Quỳnh này? Mã nâu giúp em nè, mã nâu mọi người nha. 50kg mã nâu giúp em, mã nâu nè. Cà rốt vui không bà? Vui ạ. À. Rồi em này 50kg mọi người nha. 50kg chốt giùm em mã trắng nè. 50kg mã trắng giúp em kìa. Đi kìa. Em mập đây đi, xin chào hả? Đang lại
ủa đi đâu vậy? Con sót đâu. À vậy hả? Tôi xuyên vậy tự nhiên chạy đến đây vậy? 50 52 kg vừa cho em mã trắng nè, mã trắng với em bạn này mã trắng nha. Em hôm nay đi ăn sinh nhật hả? Dễ thương vậy. Dạ hôm nay ăn sinh nhật. Chào các chị Hương Quỳnh Phạm. Con của một chú rủ cả nhà, chở cả nhà, chú xuống chở cả nhà đi. Trời nó giống cô Bình quá luôn á, không khác tí nào. Rồi để đó cho chị đi, nợ bao nhiêu nữa? Ờ cái kia bữa xuống lấy được không? Chị lấy rồi. Ủa này, ba cái à? Ủa đó là có tên ai không bé? Không. Lâu rồi phải không? Cũng mới đưa cho cái kiến vừa rồi đi em á. Ờ, vậy là chắc sữa thôi không, chưa vấy đâu. Rồi chú em mã khoác mọi người nha, free size nè. Mã khoác chú em bạn này free size mã khoác nè. Ngồi chơi đi. Bé, chị like đi. Sao kiếm cho cô Bình cái gì? Kiếm gì đó. Ế hả? Rồi em này 55 58 kg đều vừa mã trắng mọi người nha. 55 58 kg đều vừa mã trắng chú em bạn này nè. Mã trắng chú giùm em mã trắng giúp em. Chị cũng ế thấy bà luôn nè. Rồi một con nâu nha mọi người nha, một con nâu nè. Em này 55 kg mọi người nha. 55 kg chú giùm em mã nâu. 55 kg mã nâu giúp em nè. 55 kg chú giùm em mã nâu. Mã nâu giúp em. Nãy giờ chú ngồi bên kia chú đợi con. Mà bé nằm xong chưa? Rồi một con khoác ren mọi người nha, 50 kg chú giùm em mã ren nè. 50 kg mã ren giúp em bạn này. 50 kg chú giùm em mã ren giúp em. Đi tô tô, suốt ngày cứ đi tô tô. Rồi em bèo mọi người nha, một con bèo nè. Em bèo. Em này free size chú giùm em mã bèo. Ren chị kẹo ngọt. Free size mọi người nha, chú cho em mã bèo nè. Mã bèo giúp em bạn này. Mã bèo giúp em. Rồi em này free size mọi người nha, chú cho em mã sọc. Em này 60kg vừa mã sọc giúp em bạn này. 60kg vừa chú cho em mã sọc. Mã sọc giúp em nè. Hello Thiên Thanh. Bèo chị Thiên Thanh. Rồi một con khoác nha mọi người nha, một con khoác dài nè. Em này oversize chú giùm em mã dài. Con này nó chỉ có một cái cúc ở đây thôi mọi người nè. Oversize mã dài giúp em bạn này. Oversize chú giùm em mã dài. Mã dài giúp em. Rồi em hoa mọi người nha, một em hoa nè. Em này free size chú giùm em mã hoa. Free size 60kg vừa chú giùm em mã hoa nè. 60kg vừa mã hoa giúp em bạn này mọi người nha. Chú giùm em mã hoa. Mã hoa giúp em. Dạ với chị Lan Quyên. Cái gì vậy? Con 8. Em đi bên 8. À trời đi ăn sinh nhật mà kỹ vậy. Thì thông thôi chứ chị. Chưa làm gì hết. Dạ 19 ngàn chị Thiên Thanh ơi. 55 58 kg vừa chú giùm em mã đỏ. 55 58 kg vừa mã đỏ giúp em nè. Mẹ ơi. 55 58 kg vừa chú giùm em mã đỏ mọi người nha, con sơ mi nè. Chốt giùm em mã đỏ. Mã đỏ giùm em bạn này. Chốt giùm em mã đỏ nha. 30 con giá 10 ngàn nha. Đỏ chị Lan Quyên nè. Rồi, em này free size chú giùm em mã caro. Free size mã caro giùm em bạn này. Cái gì vậy? Cái tay. Oversize chú giùm em mã caro. Mã caro giùm em nè. Dạ này. Em này 50 kg 55 kg mọi người nha, chú cho mã hồng, một con sơ hồng. Caro cho Lan Quyên. 50 55 kg vừa mã hồng giúp em nè. 50 55 kg vừa chú cho em mã hồng. Mã hồng mọi người nha, mã hồng giúp em nè, mã hồng. Bé nó bỏ đó bé Như. Nó bị lỗi. Cái lưng to hay gì đó. Rồi, em này 50 kg chú cho em mã xanh tay bèo. Hồng với chị Lan Quyên. Ủa cái thịt nữa, cái tảo trắng qua bỏ đâu rồi trời chứ. Hốt vô bao hết rồi. Ý là có để đi không? Không. Tại vì cái chị kia chị lấy cho. Nói chị lấy thì chị phải ra chị soạn á. Ý là con hết nó trắng thì chị đưa cho chị. Chốt cho em mã xanh. Xanh cho Nguyễn Quỳnh Nga. Rồi một em đen nè. Lộn một em trắng mọi người nào, một em trắng.
Mời em trắng. Có biết Nhân em coi có cái nào bự 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 ba ngoài kia kìa, lấy về làm vải ấy được không? 50 kg mọi người nha, chốt giùm em mã. À, em này 40 45 kg thôi. Chốt giùm em mã tay dài. Mã tay dài giúp em nè, mã tay dài. Rồi của em sọc, em người nha, của em sọc nè. Của em sọc. Em này 50 kg mọi người nha. 50 kg chốt giùm em mã sọc nè. 50 kg mã sọc giúp em. 50 kg chốt giùm em mã sọc. Rồi một con trắng nữa mọi người nha, một con trắng nè. Em này 50 kg mọi người nè. Chốt giùm em mã túi. 50 kg mã túi giúp em mặt này nha mọi người nha. Con này mặc sóc rất là xinh. 50 kg cho em mã túi nè, mã túi giúp em. Rồi một con hồng mọi người nha, một em hồng nè. Một em hồng. Em này 50 kg, 52 kg vừa chốt cho em mã hồng. 50 52 kg mọi người nha, chốt giùm em mã hồng nè. 50 52 kg vừa mã hồng giúp em mã hồng. Trang ấy chị kẹo ngọt. Rồi một em đen mọi người nha, một em đen nè. Em này của cha rà nha mọi người nha, một con của cha rà. Em này size S thôi. Của em S của cha rà nè mọi người nè. Chốt giùm em mã đen. Hồng với chị Lan Quyên. Size S của cha rà, chốt giùm em mã đen giúp em bạn này. Mã đen mọi người nha. Mã đen giúp em. Thảo. Kêu em cu là Thảo. Đen với chị Lan Quyên nè. Rồi mà em dán ngắn ngắn mọi người nha. Em này 40 45 kg thôi. Chốt giùm em mã ngắn nè. 40 45 kg vừa mã ngắn giúp em nè, mã ngắn. Sao trời ơi, mấy mặt mặt gì mà xinh vậy? Ra xe ngồi đợi rồi kìa, thấy chưa? Người ta đi ăn sinh nhật nhiệt tình vậy chứ. Làm khách mời mà quá nhiệt tình luôn. Vậy hả, bác hai mới cho đi hả? Rồi em này free size mọi người nha, chú em mã phối nè. Free size mã phối giúp em mọi người nha. Ở trong này là một cái áo mọi người nha. Coi như là được hai cái áo luôn. Free size mã phối nha mọi người nha. Mã phối giúp em bạn này nè. Free size chú cho em mã phối. Phối chị Hoa Hoàng nè. Em này 40 kg mọi người nha. Hoa Hoàng cho em xin lại số đó chị ơi. Chị ghê chị Hoa Hoàng. Hoa Hoàng. Sao chị coi coi. Ghê là Hoa Hoàng. Rồi em này 40 45 kg mọi người nha. Chú cho em mã tay ngắn, con này xinh lắm. 40 45 kg thôi. Chú cho em mã tay ngắn giúp em nè. Mã tay ngắn. Ừ con tơ nó đẹp đấy. Tơ sống chị để ngoài chị mặc đó. Mà chưa mặc. Không ừ chị để riêng đó. À mặc đi, con tơ sống nó đẹp. Chị nhiều áo lắm. Lấy đi. Rồi đi hết rồi. Ủa vậy anh Bi có đi không? Em này 50 kg chú cho mã sọc mọi người nha. 50 kg chú cho mã sọc nè. Ủa chị Hoa Hoàng khách cũ đúng không? Hình như đúng rồi đó. Chú cho mã sọc 50 kg mã sọc. Nhớ chị không? Nhớ. Em mới ngồi ngồi khách cũ mới đó. Rồi em này nhỏ xíu mọi người. Con này nhỏ xíu xinh xinh ha. Sao với chị Hoa Hoàng? Em này nó có co giãn như thế này mọi người nè. Đó, con này nhỏ. Em này 30 35 kg thôi chú cho em mã tặng. 30 35 kg vừa mã tặng giúp em nè, mã tặng mọi người nha, mã tặng giúp em. Rồi em áo dây nè, 50 kg chú dây mã dây. Con này mọi người mặc lót mặc gì cũng được mọi người nha. 50 kg mã dây giúp em nè, 50 kg chú dây mã dây. Tặng chị Hoa Hoàng. Rồi con sơ mi tay ngắn mọi người nha. Em này 55 kg, 50 55 kg nè, chú dây mã tay ngắn. Tay ngắn này có phối mọi người nè, rất là xinh. 50 55 kg vừa mã tay ngắn giúp em nè, mã tay ngắn nha. Dây chị Hoa Hoàng. Rồi. À, ngoài kia kìa. Ta kia kìa cái đống kìa chị chưa tay có ủi á, chưa Quỳnh có lửa, cho nó đẹp hơn. Em này oversize mọi người nha. Oversize nè, chốt giùm em mã caro, con này free size 60 kg vừa. Mã caro giúp em nè, mã caro. Dạ 30 cái nha chị Minh Minh Yên ơi. Rồi em này oversize luôn, chốt giùm em mã bell. Oversize mã beo giúp em bạn này nha mọi người nha. Dán dài con này làm đầm. Đầm mọi người nha. Caro cho Lan Quyên. Oversize mã beo nè. Oversize mã beo giúp em. Mã beo. Rồi. Một con đen mọi người nha, một con đen nè. Một con đen dễ thương không mọi người nè. Con đen ren. Con này 55 58 kg đều vừa chứ em mã ren. 55 58 kg đều vừa mã ren mọi người nha. Mã ren giúp em nè. Rồi một con áo trắng nhúng nha mọi người nha. Em áo trắng nhúng nè. 40 45 kg vừa chú cho em mã trắng.
40-45 kg mã trắng giúp em, mã trắng nè. Ren chị Hoa Hoàng. Rồi em dây mà gửi nhau một con áo dây nè. Em này 50-55 kg giúp em mã dây. 50-55 kg vừa mã dây giúp em mặt này nha mọi người nha. 50-55 kg vừa giúp em mã dây hoa nhí nè. Mã dây giúp em. Rồi em xanh mọi người nha. Em này 50 kg cho dây mã xanh nè, một con xanh xám. Trắng cái gì nghề? 50 kg mã xanh giúp em bạn này. 50 kg cho dây mã xanh nè, mã xanh giúp em. Dây chị Hoa Hoàng. Rồi em cú mèo mọi người nha, một con cú mèo nè. Em này 45-50 kg, 50 kg cao trên mét 6 không thì 45 kg an toàn cho dây mã cú. Đó cái đóng ngoài đó đó bây giờ. Xanh cho chị Phạm Mai Thu. Cho dây mã cú mọi người nha, mã cú giúp em nè, mã cú. Rồi em này free size mọi người nha. Free size mọi người nè. Free size chú giùm em mã hoa. Cố nhà người Quỳnh Nga. Em này 55-58 kg, 60 kg vừa nè. 60 kg ok luôn. Chú giùm em mã hoa. Mã hoa giúp em bạn này mọi người nha. Chú giùm em mã hoa nè. Mã hoa giúp em bạn này, mã hoa. Rồi một con trắng mọi người nha, một con trắng ren nè. Em này 50 kg chú giùm em mã ren, mã ren nè mọi người nè. 50 kg mã ren giúp em nè. 50 kg chú giùm em mã ren mọi người nha. 50 kg mã ren. Hoa chị Hoa Hoàng nè, ok chị Quỳnh Nga nha. Rồi một con đầm mọi người nha, một em đầm nè. Em này nhỏ. Em đầm này 40-45 kg thôi, chú giùm em mã đầm. Em này đầm này 40-45 kg thôi mọi người nha, chú giùm em mã đầm giúp em bạn này. Mã đầm mọi người nha, 40-45 kg chú giùm em mã đầm nè. Rồi một em đen cổ vét. Rồi một em đen cổ vét mọi người nha. Em này 55-58 kg đều vừa chú giùm em mã vét. Đầm cho Phạm Mai Thu. 55-58 kg đều vừa mã vét giúp em bạn này nha mọi người nha. Chốt giùm em mã vét nè. Mã vét giúp em. Rồi một em hoa nhí mọi người nha, một con hoa nhí nè. Rồi, em này 55-58 kg đều vừa chốt giùm em mã hoa nhí. 55-58 kg đều vừa mã hoa nhí giúp em bạn này mọi người nha. Chốt giùm em mã hoa nhí nè. Rồi một con trắng ren mọi người nha, một con trắng ren nè. Sài Gòn mưa mạng lát luôn. À Sài Gòn mưa hả mọi người? Vét chị Lan Quyên. Cho em vẫn còn nóng. Em này 40-45 kg mọi người nha. 40-45 kg nè. Chốt giùm em mã tay ngắn. Thôi nhỉ chị Hoa Hoàng. 40-45 kg vừa mã tay ngắn giúp em bạn này. Mã tay ngắn nè. Rồi một em. Em này 55 kg nha mọi người nha. 55-58 kg đều vừa chốt em mã hoa. 55-58 kg đều vừa nè. Mã hoa giúp em bạn này. Mã hoa mọi người nha. Chốt giùm em mã hoa nè. Rồi một em khoác mọi người nha, một con khoác nè. Một em khoác mọi người nha. Em này 50 kg mọi người nha, chốt cho em mã khoác nè. 50 kg mã khoác giúp em bạn này, chốt cho em mã khoác nè. Rồi một con đầm nhúng mọi người nha, một con đầm nhúng nè. Em này free size mọi người nha, chốt cho em mã đầm. Khoác cho Lan Quyên. Free size mã đầm giúp em bạn này nha mọi người nha. Em này coi giãn mọi người nha. Cái vải của nó rất là đã. Free size chúc giùm em mã đầm. Mã đầm giúp em nè. Mã đầm màu coban. Rồi em sơ mi trắng tơ mọi người nha. Đầm cho Lan Quyên. Em sơ mi trắng tơ nè. Rồi em này free size mọi người nha. Free size 60 kg vừa chúc giùm em mã tơ. 60 kg vừa mã tơ giúp em bạn này nè. 60 kg vừa chúc giùm em mã tơ nè. Mã tơ giúp em. Rồi một em hoa mọi người nha, một con hoa xinh xẻo mọi người nè. Tơ cho Lan Quyên. Rồi em này 50 kg, 52 kg vừa chốt giùm em mã hoa. 50-52 kg vừa mã hoa giúp em. 50-52 kg mã hoa nha. Rồi một em đầm nha mọi người nha, một em đầm mông tơ ghi. Chị bị chậm á chị Hoàng Tôn Tím ơi, thoát ra vô lại giúp em nha. Một em đầm nha mọi người nha, mông tơ ghi á, dạng lên mông tơ ghi mỏng mọi người nha, mặc rất là mát. Em này 50 kg chốt giùm em mã đầm. 50 kg mã đầm giúp em bạn này, 50 kg chú em mã đầm nè. Mã đầm giúp em, mã đầm. Rồi một con đen phối mọi người nha. Con này free size nè, chú giùm em mã đen. Em này 60 kg vừa mã đen giúp em nè. Đầm cho chị Diễm nè. Em này 60 kg vừa mã đen giúp em nha mọi người nha. Mã đen nè, một con phối mọi người nha, phối xám nè. Free size chút giùm em mã đen giúp em. Free size mã đen nha. Rồi
em hoa đỏ mọi người nha, một con hoa đỏ nè. Em này 50kg, 55kg đều vừa chú dùm em mã đỏ. Đen cho Lan Quyên. Em này 55, 58kg ok luôn mọi người nha. Chú cho em mã đỏ giúp em bạn này nè. Chú cho em mã đỏ. Mã đỏ giúp em nè. Dạ em chốt rồi chị Hồng Khánh ơi. Rồi em này 50kg nha mọi người nha. 50kg, 55kg vừa chú cho em mã trắng. 50, 55kg vừa mã trắng giúp em bạn này nè. Mã trắng giúp em. Mã trắng nha. Rồi một con sơ mi lụa nha mọi người nha. Một con sơ mi lụa màu nâu nâu nè. Con này free size chú cho em mã nâu. 60kg vừa mọi người nha. Chú giùm em mã nâu nè. Trắng cái gì Hoa Hoàng. 60kg vừa mã nâu giúp em. Con lụa này đẹp lắm mọi người. Đây 60kg vừa mã nâu giúp em mọi người nha. 60kg vừa nè. Chú giùm em mã nâu. Nâu cho Phạm Mai Thu. Rồi một em xin mọi người nha. Em này 50kg vừa, chú giùm em mã bèo. Một con tay bèo nè. Em này 50kg thôi mọi người nha. Chú giùm em mã bèo. Mã bèo giúp em mã bèo. Rồi một em khoác mọi người nha. Một con khoác đen nè. Em này 50kg chú giùm em mã khoác. Năm mươi kg mã khoác giúp em mọi người nha. 50kg chú giùm em mã khoác nè. 50kg mã khoác giúp em mã khoác nè. Rồi một con xác nách mọi người nha. Một em xác nách nè. Khoác cho Lan Quyên. Em này 50kg luôn chú giùm em mã xác nách mọi người nha. 50kg nè. Mã xác nách giúp em. 50kg chú giùm em mã xác nách nè. Chân vây canh em chốt rồi chị Hồng Khánh ơi. Rồi một em tím mọi người nha. Một con tím nè. Em này oversize mọi người nha. Một em tím mặt trời mọi người nè. Oversize chú cho em mã tím giúp em. Em này free size mọi người nha. 60kg vừa luôn. Chú giùm em mã tím. Mã tím giúp em nè. Rồi một em trắng mọi người nha. Tím cho Lan Quyên. Rồi em này 50kg thôi mọi người nè. 50kg chú giùm em mã tay ngắn. 50kg mã tay ngắn giúp em nè. 50kg chú giùm em mã tay ngắn nha. Rồi một con ren mọi người nha. Một con ren nè. Một con ren xinh lắm luôn. Họa tiết rất là xinh. Em này 50kg, 55kg vừa chốt giùm em mã cúc. 50, 55kg nha mọi người nha. Mã cúc giúp em nè. Mã cúc. Tay ngắn cho Hoa Hoàng. Rồi một em hoa mọi người nha. Một em hoa nè. Em này 55kg mọi người nha. Chốt giùm em mã hoa. 50, 55kg đều vừa. Mã hoa giúp em nè. 50, 55kg chốt giùm em mã hoa nè. Rồi một em cam nha mọi người nha. Một con cam của H&M nè mọi người nè. Một em cam của H&M. Em này 50kg luôn chú giùm em mã cam. 50kg mã cam giúp em bạn này mọi người nha. 50kg chú giùm em mã cam nè. Mã cam giúp em. Thôi chị Lan Quyên. Rồi một con phối mọi người nha. Một em phối nè. Em này 50kg thôi chú giùm em mã beo. Cam cho Lan Quyên. Em này 50kg mã beo giúp em nha mọi người nha. Mã beo nè. 50kg chú giùm em mã beo. Mã beo giúp em bạn này. Mã beo nè. Rồi một em trắng nha mọi người nha. Beo cho Hoàng Hôn Tím. Một em khoác trắng mọi người nha. Em khoác nè. Em này free size chú giùm em mã khoác. Free size mã khoác giúp em bạn này nha mọi người nha. Free size nè. Chú giùm em mã khoác. Mã khoác giúp em. Free size mã khoác nè. Rồi một con sơ mi xanh mọi người nha. Một con sơ mi xanh. Rồi em này free size mọi người nha. Chú giùm em mã xanh nè. Con sơ mi xanh. Em này free size mọi người nha. Chú giùm em mã xanh giúp em. 55, 58kg vừa. Chú giùm em mã xanh nè. Rồi một em caro mọi người nha. Một con caro nè. Em này free size luôn. 60kg vừa luôn. Chú giùm em mã caro. Free size 60kg vừa. Dáng dài mọi người nha. Chú giùm em mã caro giúp em bạn này. Mã caro nè. Rồi một em hoa xanh mọi người nha. Một em hoa xanh nè. Em này 60kg vừa luôn. Chú giùm em mã hoa. Caro chị Lan Quyên. 60kg vừa. Mã hoa giúp em bạn này. 60kg vừa. Chú giùm em mã ca hoa. Ủa bữa nay caro dù biết tắt vậy luôn hả? Rồi một em linen mọi người nha. Em này 55-58kg đều vừa. Chú giùm em mã linen. Hoa chị Hoa, Hoa Hoàng. 55-58kg đều vừa. Mã linen giúp em nè. Mã linen mọi người nha. Mã linen. Rồi em ruốc xinh xinh mọi người nè. Một con ruốc xinh xinh nha.
Lan dành cho Lan Quyên. Rồi em này free size 60kg vừa nha mọi người nha, 60kg vừa nè, 60kg vừa. Nó có một cái dây ở đây mà người cột lên đằng trước nha. Chốt cho em mã hồng. Và free size 60kg vừa mã hồng giúp em nha mọi người nha. 60kg vừa chứ cho em mã hồng nè. Mã hồng giúp em bạn này, mã hồng. Rồi mà em xinh xinh nha mọi người nha. Một con trắng có dây tiếp nè. Em này 50kg thôi mọi người nè. 50-52kg vừa chứ giùm em mã trắng. Hồng cho Nguyễn Quỳnh Nga. 50-52kg vừa mã trắng giúp em nè. Mã trắng nha. Rồi một em hoa mọi người nha. Một em hoa nè. Em này 50kg vừa chứ giùm em mã hoa nhí. 50kg vừa mã hoa nhí mọi người nha. 50kg vừa mã hoa nhí. Tay bèo xinh không? Chốt giùm em mã hoa nhí nè. Trắng với Phạm Mai Thu. Rồi một em ren mọi người nha. Một em ren nè. Em này 50kg vừa nè. Chốt giùm em mã ren. Hoa nhí với Hoa Hoàng. Con này bèo chưa mọi người nè. Con này mọi người đóng sơ vinh xinh lắm. Đóng sơ vinh rất là xinh mọi người nha. Cái cổ bèo nè. Chốt giùm em mã ren. Mã ren giúp em nè. Mã ren. Rồi một con trắng sát nách mọi người nha. Đây. Em này 50kg luôn. Chốt giùm em mã sát nách. 50kg mã sát nách giúp em bạn này nè. 50kg chốt giùm em mã sát nách nha. Sát nách giúp em. Rồi em oversize mọi người nha. Chốt giùm em mã bì. Và resize 60kg vừa mã bì giúp em tay bo nè mọi người nè. 60kg vừa. Chốt giùm em mã bì. Mã bì giúp em bạn này, mã bì nè. Rồi em hoa hồng mọi người nha. Một con hồng hồng nè. Sát nách với Phạm Mai Thu. Rồi em này 55-58kg đều vừa mọi người nha. Chốt giùm em mã hồng, con này đẹp chưa? Bi cho Huyền Trần. Mã hồng giúp em bạn này mọi người nha. 55-58kg đều vừa, chốt giùm em mã hồng nè. Xuất sắc. Mã hồng giúp em nè. Rồi một con đen mọi người nha. Một con đen nè. Một em đen. Rồi một em đen mọi người nha. Con này free size mọi người nha. Free size nè. 60kg vừa, chốt giùm em mã đen nè. Hồng cho Hoa Hoàng. 60kg vừa mã đen giúp em bạn này nha mọi nha. Một con đen dáng dài. 60kg vừa chứ cho em mã đen. Rồi một em hình mọi người nha. Em này 50kg, 55kg đều vừa chứ cho em mã hình. Đen cho Lan Quyên. 50-55kg mọi người nha. Chứ cho em mã hình nè. Mã hình giúp em mã hình nè. Rồi em này là một em chùm. À không phải chùm đâu mọi người. Một cái áo thôi. Một cái áo nè. Em này 50kg, 55kg vừa. Một cái áo dây dạng ngủ mọi người nha. Chốt cho em mã họa tiết nè. Mã họa tiết giúp em nè. Rồi một con hồng cánh dơi mọi người nha. Một con hồng cánh dơi nè. Em này của Indigo quá mọi người nè. Theo hết nha mọi người nha. Đây theo hết. Em này oversize chốt cho em mã hồng. Free size mọi người nha. Mã hồng giúp em bạn này. Free size chốt cho em mã hồng. Mã hồng giúp em. Họa tiết cho Hoa Hoàng. Rồi một em này là một em trắng nha mọi người nha. Một con trắng dây nè. Con này nó cũng không phải dây đâu mọi người nè. Nó kiểu như thế này ha. Hồng cho Lan Quyên. Em này 50kg, 55kg vừa chứ dây mã trắng. 50-55kg vừa mọi người nha. Mã trắng giúp em nè. 50-55kg vừa chứ dây mã trắng. Mã trắng giúp em nè. Rồi một em dập ly mọi người nha. Một em dập ly nè. Một em dập ly hết. Em này 50kg chứ dây mã dập ly. Trắng cho Lan Quyên. 50kg mã dập ly giúp em bạn này mọi người nha. 50kg chứ dây mã dập ly nè. Mã dập ly giúp em. Rồi em trắng tay dài mọi người nha. Em này 50kg chú giùm em mã tay dài. 50kg mã tay dài giúp em bạn này nè. 50kg chú cho em mã tay dài. Mã tay dài giúp em. Dập ly cho Hoa Hoàng. Rồi một chiếc đầm nha mọi người nha. Một chiếc đầm nè. Em này 50kg mọi người nha. 50-55kg đều vừa chú giùm em mã đầm. 50-55kg vừa mã đầm giúp em nè. Mã đầm mọi người nha. Mã đầm giúp em. Con đầm này xinh lắm mọi người nè. Chốt giùm em mã đầm. Rồi một con bi mọi người nha. Một em bi nâu nè. Một em bi nâu nha. Em này có cái dây cột ở đây mọi người nha. Ủa con đầm xinh thế mà không ai lấy mọi người. Con này free size chốt cho em mã bi còn mới tin nè. Và free size mọi người nha. Mã bi giúp em bạn này. Và free size chốt cho em mã bi nè. Bi cho Lan Quyên. Ui dù. Em đứng lên chứ không xuống chóng mặt quá. Em ngồi lại nha. Em nằm cũng được hả? Em muốn làm gì kệ em.
Ôi dồi. Như nằm lựa đi Như. Rồi một con trắng mọi người nha, em trắng nè. Em này là dạng dạng áo mọi người mặc body để đóng đóng serving với chân váy mọi người nha. Em này 50kg chú dây mã trắng. 50kg vừa mã trắng giúp em bạn này nè. 50kg vừa chú dây mã trắng nè. Mã trắng giúp em. Rồi em siêu xinh luôn mọi người nè. Em này oversize có mèo ở đằng sau mọi người nha. Ba con mèo. Trắng với Nguyễn Quỳnh Nga. Oversize mọi người nha, chú giùm em mã mèo. Oversize mã mèo giúp em bạn này, mã mèo. Ôi mấy con mèo xinh lắm mọi người nè. Oversize chú giùm mã mèo mọi người nha. Mã mèo giúp em nè, mã mèo. Rồi một con nhún nha mọi người nha. Một con nhún. Mèo cho Lan Quyên. Một con nhún mọi người nè, mọi người coi cái vải nhún của nó rất là xinh. 50-55kg vừa chú giùm em mã nhún. 50-55kg mã nhún giúp em nè. Cái cổ của nó như thế này mọi người nha. 50-55kg vừa chú dây mã nhún nè. Mã nhún giúp em bạn này, mã nhún nha. Rồi một chiếc đầm mọi người nha, một cái đầm nè. Em này là dạng đầm ngủ mọi người nha. Free size, oversize luôn chú dây mã đầm. À cái này đằng trước. Nhún cho Hoa Hoàng. Cái này ở đằng trước có hai cái túi này mọi người nè. Ôi trai xinh quá à. Chị nào mà 30 con này có 10 ngàn thiệt đó chứ. Nó quá là rẻ mọi người nha. Chốt giùm em mã đầm nè, mã đầm giúp em nè. Mã đầm. Một con 19 ngàn, 30 con giá 10 ngàn mọi người nha. 30 con giá tính sĩ 10 ngàn. Con đầm đã mặc ngủ siêu phê mọi người, còn hai cái túi để điện thoại nữa. Đầm cho Hoa Hoàng. Em này 40-45kg thôi chứ dây mạ nâu. Mà em tay ngắn dễ mặc nè. 40-45kg vừa mạ nâu nè. 40-45kg vừa mạ nâu. Mạ nâu giúp em nè. Rồi em họa tiếp mọi người nha. Một con dáng dài. Rồi ok chị Hoa Hoàng. Rồi em này 50kg mọi người nha, 50kg. 50kg mọi người nha, chốt giùm em mã họa tiết nè. 50kg mã họa tiết giúp em bạn này, 50kg chú dây mã họa tiết dáng dài. Dáng dài. Có với chị Phương Thủy ơi. Rồi một con của ớt nha mọi người nha, một con của ớt nè. Em này 50kg, 55kg đều vừa chú giùm em mã xanh. 50-55kg vừa mã xanh giúp em bạn này của ớt nha mọi người nha. Mã xanh giúp em nè. Họa tiết cho Hoa Hoàng. Rồi em này còn nguyên tát luôn mọi người nha, 2990 yên mọi người nè. Trời ơi, dễ sợ. À, con này của Rob hàng chi nó mắc. Xanh cho Hoa Hoàng. Của Rob nó mắc hơn là của Uniqlo 1000 yên đó mọi người, là mắc hơn 200 ngàn. Cái này là của Uniqlo thường nó là 1900, cái này 2900. Rồi, em này oversize chứ em mã hiệu. Oversize mã hiệu giúp em bạn này nha mọi người nha, free size chứ em mã hiệu nè. Free size mã hiệu giúp em bạn này. Free size mã hiệu giúp em. Rồi em này 50kg mọi người nha, chú dây mã ren. Hiệu chứ Hoa Hoàng. 50kg mã ren giúp em bạn này nè. 50kg chú dây mã ren. Mã ren giúp em, mã ren. Rồi một con còn nguyên táp luôn mà. Ren cho Lan Quyên. Một con còn nguyên táp luôn mọi người nha. Em này free size mọi người nè, chú dây em mã mới. 60kg vừa mã mới giúp em bạn này nè. 60kg vừa mọi người nha, chú dây mã mới, mã mới giúp em. 60kg vừa chú dùm em mã mới nè, mã mới giúp em. Và đây là một chiếc đầm dài nha mọi người nha. Mới cho Lan Quyên. Đây là một cái đầm 50kg nha mọi người nha. 50kg chú dùm em mã đầm. 50kg mã đầm giúp em nè. 50kg chú dùm em mã đầm. Rồi em sọc sọc họa tiết cho mọi người nha. Bác ơi bác. Lấy được rồi nha. Rồi Kim Thanh. Áo họa sướng ạ. Trời mưa mưa mặt. Cái này lụa mọi người nha. Chú giùm em mã họa tiết nè. Free size mã họa tiết giúp em 60kg vừa luôn mọi người nha. Chú giùm em mã họa tiết chất lụa rất là mềm. Đó là vải mọi người nha, không phải thun đâu. Chú giùm em mã họa tiết nè. Có nó lụa đã đó, lụa siêu đó Như. Mặt siêu sướng. Rồi cô Bình mặc. Về em thích cái bao, bỏ cái bao đi. Cái đó mà nhỏ gì Như. 55-58kg vừa đó. Nhỏ gì mà nhỏ. Rồi em này free size mọi người nha, chú dây mạ ren nè. 60kg vừa chú dây mạ ren. 60kg vừa mạ ren giúp em bạn này nha. 60kg vừa mạ ren nè, mạ ren giúp em.
Rồi một con xám mọi người nha, một con xám xinh nè mọi người nè. Con xám dạng nghi lê mọi người nha. Đây, em này là lụa gấm 55kg chú giùm em mã gấm nè. 55kg mã gấm giúp em, mấy con này mặc xót dễ thương lắm. Mã gấm nha, mã gấm giúp em nè. Rồi một em trắng mọi người nha. Một em trắng oversize nè mọi người nè. Chú giùm mã trắng, con này cái mặt này em chưa ủi mọi người nha. Mặt này em ủi rồi nè, sạch sẽ ghê chưa. Gấm cho Yến Thảo. Oversize chú giùm em mã trắng mọi người nha. Mã trắng giúp em nè, oversize mã trắng nè. Rồi một con vàng mọi người nha. Con này free size nè, chú giùm mã nâu. Mã vàng đi mọi người nè, dán cánh dơi mọi người nha. Đây mã nâu giúp em 55kg thôi mọi người nè. 50-55kg mã vàng. Trắng cho Lan Quyên. 50-55kg vừa mã vàng mọi người nha. Mã vàng giúp em nè, mã vàng. Cứ đem về cho cổ bạn nghe, không vừa đem ra chị, sao mà không vừa được. Em mặc tao vừa không? Thì cô Bình vừa. Rồi em này 50kg chú giùm em mã hồng. Một con bèo 50kg mã hồng giúp em nè. 50kg chú giùm em mã hồng nha. Rồi em này 50kg luôn chú giùm em mã xanh mọi người nha. 50kg mã xanh, nó có cái dây rút ở đây nè. 50kg, 55kg vừa chú giùm em mã xanh. Hồng cho Hoa Hoàng. Mã xanh giúp em bạn này, mã xanh mọi người nha. Mã xanh nè. Rồi một con ren mọi người nha. Một con ren nè. Con này 60kg vừa chú dây mã ren. Vàng cho cô Nga Thuận. 60kg vừa mã ren giúp em, con vàng nó đẹp lắm á cô Nga. Chú giùm em mã ren mọi người nha. 55, 58, 60 ok nè. Mã ren giúp em. Rồi một con free size mọi người nha. Một con free size nè. Chốt giùm em mã đen. 60kg vừa mã đen giúp em. Một con ren mọi người nha. Mã đen nè. Con này phải đầm không ta? Em này dáng dài thôi không phải đầm đâu. Chốt giùm em mã ren. Mã ren giúp em. Ren cho chị Hoa Hoàng. Rồi em này sát nách nha mọi người nha. Em này 40-45kg thôi. Chốt giùm em mã sát nách nè. 40-45kg vừa mã sát nách giúp em nè. 40-45kg mã sát nách nha. Rồi một con ren kem nè. Không lẽ nào. Con này mà 7.000 yên mọi người. Sát nách thì Phạm Mai Thu. Rồi một con này tới 7.000 yên nè. Con này 7.000 yên là 1.400.000 á mọi người. Ok chị Hoa Hoàng nè. Thử mặc áo 1.400.000 không. Ê 50kg nha mọi người nha. Chú dây mã mới. Mã mới giúp em bạn này nè. 50kg mã mới. Hồi nãy chị Hồng Trần em để chị một con sầu riêng rồi nha. Mới cho Hoa Hoàng. Cái mặt xấu quá dễ thương á. Ừ, dáng dài. Còn làm khoác cũng được. Ví dụ đi Hội An mặc mấy cái đầm dây á, dài dài á như khoác cái đó. Rồi một con hát anh em mọi người nha, một con hát anh em nè. Em này 50kg, 55kg vừa chú giùm em mã hiệu. 50-55kg vừa mã hiệu giúp em bạn này nha mọi người nha. Chú giùm mã hiệu nè, mã hiệu giúp em. Dạ, chị Hồng Trần. Rồi một con xinh xinh nè. Trời ơi. Dán crop top theo nè mọi người nè. Ôi trời ơi, cưng không. 50kg chú giùm mã theo. Hiệu cho Hoa Hoàng. 50kg mã theo giúp em bạn này. 50kg mã theo mọi người nha. 50kg chốt cho em mã theo nè. Mã theo giúp em. Rồi một con ren mọi người nha. Một con ren nè. Em này 50kg, 55kg vừa chốt giùm em mã dây. Theo cho Nguyễn Quỳnh Nga. 50-55kg vừa mã dây giúp em nè. Mã dây mọi người nha. Mã dây giúp em. Rồi một con xô theo nè. Một con xô theo mọi người nha, một con xô theo nè. Em này free size 60kg vừa chú cho mã theo. Dây như Lan Quyên. 60kg vừa mã theo giúp em bạn này nè. 60kg vừa chú giùm em mã theo. Mã theo giúp em mọi người nha, mã theo nè. Rồi một con trắng nha mọi người nha, một con trắng theo chân nữa mọi người nè. Em này 55kg mọi người nha, con này là cái đầm. 55kg chú giùm em mã đầm. Theo cho Lan Quyên. 55kg vừa mã đầm giúp em. 55kg vừa chú cho mã đầm. Mã đầm giúp em bạn này nha, mã đầm nè. Rồi một em phối mọi người nè, một con sọc. Dạ ok chị Phương Thủy nha. Rồi em này 55-58kg đều vừa chú dây mã sọc nè. 55-58kg đều vừa mọi người nha. Chú dây mã sọc. Mã sọc giúp em bạn này. Chú dây mã sọc. Free size mã sọc giúp em nè. Mã sọc. Ừ lấy về đây.
Về đi. Bao nhiêu cái đây chị coi. Phari size mọi người nha, 60kg vừa chú giùm em mã trắng. 60kg vừa mã trắng giúp em nè. 60kg vừa mã trắng. Mỗi cái 20 ngàn lấy đi. Rồi, một em phối mọi người nha, con phối thổ cẩm này xinh ghê chưa. Em này 50kg mọi người nha, 50kg, 52kg chú giùm mã phối. 50-52kg vừa mã phối giúp em nè, mã phối nha. Rồi một con đen mọi người nha. Một con đen nè. Con này free size dáng dài luôn mọi người nha, chú cho em mã đen. Em này free size mọi người nha, chú cho em mã đen giúp em bạn này nè. Mã đen 60kg vừa chú cho em mã đen nha mọi người nha. Mã đen giúp em, mã đen. Rồi một con trắng nữa nha mọi người nha, một con trắng phối nè. Rồi em này 50-55kg vừa chú giùm em mã vest. Bộ vest mọi người nha. 50-55kg vừa mã vest giúp em nè. Mã vest nha. Mã vest nè. Rồi em này 50kg mọi người nha, chú giùm em mã xám nè. 50kg mã xám giúp em bạn này mọi người nha. 50kg chú giùm em mã xám. Mã xám giúp em mã xám nè. Rồi một con này là một con dáng dài mọi người nha. Em này 50kg nha mọi người nha, chú giùm em mã hoa. Rồi tự tính luôn đi. Chú giùm mã hoa mọi người nha. Xám cho chị Hoa Hoàng nè. Để trên bàn cũng đi em chị kìa. Bye bye. Cảm ơn em. Giao hàng tận nơi nữa chị. Rồi em trắng xinh xinh mọi người nha. Em này sát đắt mọi người nè. Em này 50kg nó chỉ có vầy thôi mọi người. Nó không có cúc thêm đâu. 50kg chú dây mạ trắng. 50kg mạ trắng giúp em nè. Mạ trắng mọi người nha. Rồi em này 50kg, 55kg đều vừa nè. Chú dây mạ cúc nè. 50-55kg mạ cúc mọi người nha. Mạ cúc giúp em nè. Rồi em hồng mọi người nha. Em này 50kg, 55kg vừa chú dây mạ hồng. 50-55kg vừa mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng giúp em. Rồi mã trắng cho chị Lan Quyên. Rồi rất nhiều thì Thảo. Uống hay bẻ. Anh em vô ghi đi chị về uống. Mã trắng mã nút cho chị Lan Quyên. Hai cái đó luôn á. Rồi em hoa mọi người nha. Tự nhiên đây chị xài son nó bị dị ứng nó mỏ ta. Xưng xưng xưng. Rồi em này free size chú dây mạ hoa nhí nha mọi người nha. Free size nè. Chú dây mạ hoa nhí giúp em bạn này. Free size giống như đầm vậy mọi người nè. Mạ hoa nhí giúp em. Rồi con tay ngắn nha mọi người nha. Em này 40-45kg vừa mạ tay ngắn giúp em nè. 40-45kg nha mọi người nha. Mã tay ngắn. Tay ngắn giúp em bạn này nè. Mã tay ngắn mọi người nha. Em này nhỏ. Chốt giùm em mã tay ngắn nè. Mã tay ngắn giúp em. Rồi một em hồng xinh mọi người nha. Một em hồng nè. Thôi nhé chị Lan Quyên. Rồi một em hồng cổ đổ nè. Cưng ghê chưa mọi người nè. Em này 50kg. 45kg nha mọi người nha. 50kg phải cao trên 1m6 giúp em. Chốt giùm em mã hồng. Mã hồng mọi người nha. Mã hồng giúp em nè. Tay ngắn chị Phạm Mai Thu. Rồi em xin mọi người nha, một em theo nè mọi nè. Một con theo nè, cưng ghê chưa. Em này một kem be 50kg chú giùm em mã theo. Không cho Phương Thảo Nguyễn. 50kg mã theo mọi người nha. 50kg chú giùm mã theo nè, mã theo giúp em. Rồi em xanh đen mọi người nha. Một con xanh đen. Em này 50kg, 55kg đều vừa chú giùm mã xanh đen nè. 50-55kg mọi người nha. Chú giùm mã xanh đen còn mới tinh tình mọi người nè.
Chú cho em mã xanh đen giúp em bạn này nè. Mã xanh đen mọi người nha. Theo cho Lan Quyên. Rồi một em họa tiết mọi người nha. Rồi em này free size 60kg vừa nè. Chú cho em mã họa tiết, cái tay xinh lắm. Cái tay rất là bự nha mọi người nha. 60kg vừa mã họa tiết giúp em bạn này nè. 60kg vừa chú cho em mã họa tiết. Mã họa tiết giúp em. Rồi một con phối mọi người nha. Một con phối nè. 50kg chú giùm em mã phối giúp em bạn này. 50-55kg vừa chú giùm em mã phối. 50-55kg mọi người nha. Chú giùm mã phối nè. Mã phối giúp em 50-55kg chú giùm mã phối nè. Mã phối. Phối cho Nguyễn Quỳnh Nga. Rồi một con xám mọi người nha. Một con xám rất là đẹp. Rồi em này 50kg-55kg vừa chú giùm mã xám. 50-55kg chú giùm mã xám mọi người nha. 50-55kg vừa nè. Chốt giùm em mã xám giúp em nè. Rồi một con trắng mọi người nha, một con trắng nè. Xám cho Hoa Hoàng. 50-55kg vừa, chốt giùm em mã trắng. 50-55kg mã trắng giúp em nha mọi người nha. 50-55kg nè, chốt giùm mã trắng giúp em nè, mã trắng nha. Rồi một em đỏ mọi người nha, con này free size chốt giùm em mã đỏ nè. Trắng cho Nguyễn Quỳnh Nga. Rồi em này free size mã đỏ giúp em bạn này nha mọi người nha. Free size nè. Chốt cho em mã đỏ. Mã đỏ giúp em mọi người nha. Chốt giùm em mã đỏ nè. Rồi, em này 50kg 55kg vừa. 50kg thôi mọi người nè. 50kg con này nó có co giãn như thế này mọi người nha. 55kg ok, 55kg mặc body. Chốt giùm em mã tay ngắn. Mã tay ngắn giúp em mã tay ngắn nha. Rồi một em tay dài mọi người nè. Em sơ mi tay dài. Em này 50kg chú giùm em mã sơ mi. 50kg mã sơ mi giúp em nha. 50kg chú giùm em mã sơ mi một con tay dài mọi người nha. Vải cực mềm luôn. Chú giùm em mã sơ mi nè. Rồi một em đầm nha mọi người nha, một con đầm nè. Em này 50kg chú giùm em mã đầm giúp em bạn này nè. 50kg chú giùm em mã đầm mọi người nha. 50kg mã đầm giúp em. Rồi một con sọc mọi người nha, một con sọc nè. Đầm cho Phương Thảo Nguyễn. Một em sọc, một em sơ mi sọc. Tay rất là xinh mọi người nè. Ủa sao con này lên lộn chồng. Rồi chốt cho mấy mã tay dài 50-55kg mã tay dài con này. Cái chồng này em lộn 35 hàng 35 ngàn rồi nè. Chốt cho mã tay dài nha, siêu xinh luôn mọi người. Chốt cho mã tay dài nha. Em này 55-58kg đều vừa nè. Chốt cho em mã riêng. Tay dài chị Lan Quy. 55-58kg đều vừa mọi người nha. Chốt cho mấy mã. Thì la ra quang gì đây. Đây, chốt giùm em mã ren mọi người nha. 60 kg vừa nè. Chốt giùm em mã ren. Mã ren giúp em nè, mã ren nha. Rồi một em bi mọi người nha. Ren chị Nguyễn Quỳnh Nga. Rồi em này 55 kg mọi người nha. 55 kg 58 kg đều vừa, chốt giùm em mã bi. 55 58 kg đều vừa nè, mã bi giúp em một con cổ vét. Chốt giùm em mã bi mọi người nha. Mã bi giúp em. Mã bi. Rồi một con hình nè mọi người nè, một con hình. Bi cho Hoa Hoàng. Em này 50 kg 55 kg chứ em mã hình. 50 55 kg vừa mã hình giúp em nè, mã hình mọi người nha. Rồi em bẹt vai mọi người nha, một con bẹt vai nè. Con này 50 kg nha mọi người nha. 50 kg chứ em mã bẹt vai. 50 kg mã bẹt vai giúp em nè, mã bẹt vai. Hình cho Hoàng Hôn Tiến. Rồi một em trắng mọi người nha, một em trắng nè. Em này cái tay siêu xinh luôn mọi người nè. Cái tay cưng chưa. Em này 50kg 55kg đều vừa. Chú cho em mã sơ mi. Đẹp ma như Phương Thảo Nguyễn. 50-55kg mọi người nha. Chú cho em mã sơ mi nè. Mã sơ mi giúp em mã sơ mi. Đây là một cái đầm mọi người nha. Cái đầm nè. Một cái đầm lụa. Ở đây là họa tiết cô gái Nhật mọi người nè. Áo canh em chốt hết rồi chị An Nhiên ơi. Đây mấy cô gái Nhật mọi người nha. Em này 50kg 52kg vừa nè. Chú cho em mã đầm. 50-52kg vừa mã đầm giúp em nè, mã đầm. Cái này đọc sao?
Sammy. Hả? Chị Cara Quang. Cái tên của chị nó hơi khác một chút cho nên hơi khó đọc. Cho em xin số điện thoại đi chị Quang ơi. Con này free size mọi người nha. Chốt cho em mã khoác. Con này xô mọi người nha. Mã khoác giúp em bạn này mọi người nha. Chốt giùm em mã khoác nè. Mã khoác giúp em. Đầm cho Phương Thảo Nguyễn. Rồi em này free size mọi người nha. Em này 50kg, 55kg vừa nè. Chốt giùm em mã dài. Sao như vậy nè? 50, 55kg vừa mã dài giúp em bạn này nè. Mã dài giúp em. Khóc cho Lan Quyên. Rồi em dây mọi người nha. Em này 40, 45kg nha mọi người nha. 40, 45, 48kg ok. Chốt giùm em mã dây. Mã dạ. Dây giúp em bạn này. 30 con giá 10.000 nha chị Phương Thảo Nguyễn ơi. Một con 19 con ngàn, 30 con giá 10.000 chị nha. Chốt giùm em mã dây nè. Mã dây giúp em nè. Rồi một con lụa nha mọi người nha, một con lụa nè. Free size chú giùm em mã lụa 60kg vừa mã lụa nè. Một con silver, màu silver nè. Free size mã lụa giùm em bạn này. Free size chú giùm em mã lụa. Rồi em tím mọi người nha. Còn em tím dây nè. Rồi em này 50kg vừa chú cho em mã tím nè. 50kg vừa mã tím giúp em mọi người nha. 50kg vừa chú cho em mã tím nè. Rồi một em trắng mọi người nha, một em trắng nè. Em này 40-45kg vừa thôi chú cho em mã bèo. 40-45kg vừa mã bèo giúp em mọi người nha. Tím cho Phương Thảo Nguyễn. 40-45kg vừa chú cho em mã bèo. Mã bèo giúp em nè, mã bèo. Rồi một em xinh xinh mọi người nha, một con nè, siêu xinh luôn. Em này free size 60kg vừa, à 55-58kg vừa nè. Đây, chốt giùm em mã tay dài. Mã tay dài giúp em bạn này nha mọi người nha. Chốt giùm em mã tay dài nè. Mã tay dài giúp em, mã tay dài. Em này 50-55kg vừa, chốt giùm em mã hồng. Tay dài cho Lan Quyên. 50-55kg vừa, chốt giùm em mã hồng. Mã hồng giúp em nè, mã hồng. Còn một con ngắn mọi người nha. Em này 50kg chú cho em mã ngắn. 50kg mã ngắn giúp em bạn này nè. 50kg chú cho em mã ngắn. Mã ngắn giúp em. Hồng cho Lan Quyên. Rồi em này 40-45kg chú cho em mã theo. Đây là theo hết mọi người nha. 40-45kg vừa mã theo nè. Mã theo giúp em bạn này. 40-45kg mã theo. Rồi một em xanh mọi người nha. Con ngắn đó dán crop top mọi người nè. Em xanh. Em này 50kg, 55kg đều vừa chú cho em mã xanh. 50-55kg vừa mã xanh giúp em mọi người nha. Mã xanh nè. Theo cho Phương Thảo Nguyễn. Rồi một em xinh xinh mọi người nha. Rồi em này free size 60kg vừa chú cho em mã xanh đen. 60kg vừa mã xanh đen giúp em bạn này nha mọi người nha. 60kg vừa nè. Chốt giùm em mã xanh đen giúp em nè. Xanh cho Hoa Hòa. Rồi em trắng mọi người nha, con trắng nè. Xanh đen cho Lan Quy. Em này 45kg, 48kg thôi mọi người nè. Chốt giùm em mã tay ngắn. Đây rất là dễ thương mọi người nha. 45, 48kg vừa mã tay ngắn giúp em. Mã tay ngắn nè. Rồi một con đen mọi người nha, con đen nè. Em này 55-58kg đều vừa chú em mã đen. 55-58kg đều vừa mã đen giúp em mọi người nha. 55-58kg mã đen nè. Mã đen giúp em. Rồi một con sọc nha mọi người nha. Một con sọc nè. Đen cho Hoa Hoàng. Em này nhỏ, em này 40-45kg thôi. Chú em mã sọc. 40-45kg vừa nè. Chú em mã sọc mọi người nha. 40-45kg chú giùm em mã sọc. Mã sọc giúp em nè. Rồi một con trắng mọi người nha. Một con trắng nè. Rồi em này 60kg vừa luôn. Chốt cho em mã tay ngắn. Con này nó phối nha mọi người nha. 60kg vừa mã tay ngắn giúp em. Mã tay ngắn. Sọc cho Hoa Hoàng. Mã tay ngắn giúp em nè. Rồi em trắng xinh xinh mọi người nha. Trời mấy con này siêu xinh luôn mọi người. Xinh xỉu luôn á. Mọi người mấy con này mọi người vải về hổng mê trả cho em. Rất là đẹp mọi người nha. Em này 50kg thôi. Chốt cho em mã bèo.
50kg mã bèo giúp em bạn này. 50kg chú cho em mã bèo nè. Mã bèo giúp em, mã bèo. Bèo với Lan Quyên. Rồi một em họa tiết mọi người nha, một em họa tiết nè. Em này chốt xô mọi người nha, free size nè. Chốt giùm em mã họa tiết mọi người nha. Free size mã họa tiết giúp em bạn này nè. Free size mã tiết họa tiết mọi người nha, một con xô mã họa tiết giúp em. Rồi một con lụa bi mọi người nha. Họa tiết cho Hoa Hoàng. 50 kg chốt giùm em mã bi nè. 50 kg mã bi giúp em bạn này. 50 kg chốt giùm em mã bi nè, mã bi giúp em. Rồi em này free size 60kg vừa chú giùm em mã xám, một con xám phối. 60kg vừa, mã xám giúp em bạn này, 60kg vừa mã xám. Rồi em đen mọi người nha. 55kg chốt giùm em mã đen. Xám cho Lan Quyên. 50-55kg vừa mã đen giúp em mọi người nha, có co giãn nè. Chốt giùm em mã đen nè, mã đen giúp em mã đen. Rồi em tím mọi người nha, em tím nè. Em này 55-58kg mười nha. 55-58-60kg ok luôn. Cho con tím lụa chú cho em mã tím. Mã tím giúp em mọi người nha, chú cho em mã tím nè. Mã tím. Rồi một con trắng sát nách mọi người nha. Em này bộ 50kg nè, chú cho em mã sát nách. Rồi ai dỡ đồ ra xong rồi đi đâu hết trơn rồi. 50kg chú dây mã sát nách mọi người nha, mã sát nách giúp em nè, mã sát nách. Rồi con này nó giống như gấm mọi người nha, em này chất giống chất gấm lắm. Em này oversize nè, free size chú dây mã gấm nè. Sát nách cho Lan Quyên. Oversize mã gấm giúp em bạn này nha mọi người nha, free size nè, chú dây mã gấm mọi người nha, mã gấm giúp em nè. Rồi một em khoác mọi người nha, em khoác nè. Em này 50kg mọi người nha. 50kg chú em mã khoác nè. Gấm cho Lan Quyên. 50kg mã khoác giúp em bạn này. 50kg chú em mã khoác. Rồi một em đỏ mọi người nha. Một em đỏ nè. Em này 55-58kg đều vừa chú em mã đỏ. 55-58kg đều vừa mã đỏ giúp em nè. Số chị bộ cho tấm lên. Khoác cho Phương Hoàng Nguyễn. 55-58kg đều vừa mã đỏ. Mã đỏ giúp em. Nhà em sắp mưa rồi mọi người. Chuẩn bị dòng. Mưa nó rất là ồ mọi người. Like không biết được không. Em này là chân váy hoa mọi người nha. Chân váy hoa nhí nè. Em này eo 64-66 thôi. Chốt cho em mã hoa nhí. Eo 64-66 mã hoa nhí giúp em nha mọi người nha. Xinh không. Mấy con chân ngắn này mặc rất là xinh mọi người. Mã hoa nhí giúp em nè. Rồi một em tím mọi người nha. Hoa nhí cho Phạm Mai Thu. Em này 55kg mọi người nha. 50-55kg vừa nè. Chốt cho em mã tím. Vừa mã tím mọi người nha. Nó có cái dây nè. Mọi người cột trước đằng sau đều ok hết nha. Chốt cho em mã tím nha. Mã tím giúp em. Rồi một em ren trắng mọi người nha. Em này 50kg chú giùm em mã ren nè. 50kg mã ren giúp em nè. 50kg chú giùm em mã ren nha mọi người nha. Mã ren nè. Hoa nhỉ. Tím. Rồi em này 50kg luôn chú giùm em mã đen. 50kg mã đen giúp em mọi người nha. 50kg chú giùm em mã đen. Mã đen giúp em. Rồi một em hồng nè. Em này 50kg mọi người nha, chú cho em mã hồng. 50kg mã hồng giúp em nè, mã hồng. Rồi một em sọc mọi người nha, một em sọc nè. Em này 50kg, 55kg đều vừa chú cho em mã sọc. Đen cho Hoàng Hôn Tím. 50-55kg mã sọc giúp em nè, mã sọc nha mọi người nha, mã sọc. Rồi một con ren, một con hồng phố ren nè. Hồng cho Lan Quyên. Rồi một con ren mọi người nha, con này mọi người mặc cái bra giống như em đang mặc như thế này mọi người nha. Trong này là cái bra mà con này rất là đẹp.
50kg, 52kg đều vừa, chú dùm em mã ren. Sọc cho Lan Quyên. Mã ren giúp em mọi người nha. Mã ren giúp em bạn này nha mọi người nha. Con này phối với lại Afra rất là đẹp. Rồi một con beo lụa nè. Một ren, con beo lụa. Ren cho Lan Quyên. Con beo lụa nha mọi người nha. Em này 50kg, 55kg đều vừa chú em mã lụa. 50, 55kg mã lụa nè. Mã lụa giúp em mã lụa. Rồi em này free size mọi người nha. 60kg vừa. Một con đầm chú em mã đầm. Lụa giúp em khác thêm. 60kg vừa mã đầm giúp em bạn này nè. Mã đầm mọi người nha. Một con đầm chú giúp em mã đầm. Mã đầm giúp em. Rồi một con đen mọi người nha. Đầm cho Hoa Hoàng. Rồi em này 50kg chú giùm em mã đen cổ vét. 50kg mã đen mọi người nha. 50kg chú giùm em mã đen nè. Mã đen giúp em. Rồi em beo tím mọi người nha. Con beo tím nè. Rồi em này 50kg, 55kg đều vừa chú giùm em mã beo. 50, 55kg chú giùm em mã beo mọi người nha. Beo nha Lan Quyên. Mã beo giúp em bạn này, mã beo. Rồi em tay dài nha mọi người nha. Em này 50kg nè. Chú cho em mã dài một con sơ mi nè. Tay dài. Beo nha Lan Quyên. 50kg mã dài giúp em nè, mã dài. Tại sao chị bộ thấy đường là không mở được ra. Dài nha Kim Cát Thiên. Rồi em xanh nha mọi người nha. Em này free size nè, con xanh xám chú cho em mã xanh. Và free size mã xanh giúp em nè, mã xanh nha. Rồi em trắng bèo nha mọi người nha. Nó có bò chân nè, con này xinh á. 50kg chú cho em mã bèo. 50kg mã bèo chất lụa, mã bèo giúp em nè, mã bèo. Xanh cho Hoa Hoàng. Em này free size mọi người nha. Chốt giùm em mã hoa nhí nè. 60kg vừa mã hoa nhí giúp em. Đang mưa, hồn quá em nói không được luôn. Mà nó mưa, nó không mưa. À một lúc lâu lâu nó thả. Rồi bây giờ em off nha. Tí nữa em lên nữa, chừng nào hết mưa em sẽ lên nữa. Mấy chị cứ lên chọn đủ cho em 30 con thì em tính giá 10.000 mọi người nha. Hoặc là tối chừng nào hết mưa thì em lên mọi người. Trời cái này hả, nói chắc bể giọng luôn á. Em nói không có nổi. Em phải cố gắng nói hơn, to hơn cái voi bình thường rất là nhiều đó mọi người thấy. Rồi em up, tí nữa em lên nữa mọi người canh nha. Lên chọn giúp em đủ 30 con đi rồi em tính giá 10.000 cho mọi người nha. Trời nó mưa em nói không có nổi luôn á. Đợi xíu em lên mọi người nha.